Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 166. Nhưng nếu không thần phục, thì phải đối mặt với tu nữ cầm đao cong này. Phía xa, Diệp Quân nhìn sự do dự bất định trong mắt Mộ Dung thì lập tức hiểu ông ta đang nghĩ gì, hắn nhíu mày lại, ông ta dũng cảm đến thể sao. Ngay cả tu nữ cầm đao này cũng không sợ. Trong lòng hắn bắt đầu âm thầm đề phòng. Đây là địa bàn của Trung Chúng Thần Điện, ai biết đối phương còn lá bài tẩy kinh khủng nào hay không chứ? Tu nữ cầm đao nhìn chằm chằm Mộ Dung, ánh mắt bình tĩnh. Xung quanh là sự yên tĩnh đáng sợ. Mà lúc này, ánh mắt của những cường giả Trung Chúng Thần Điện ở đây nhìn Mộ Dung đều thấp thoáng hoảng sợ, lão đại đang định làm gì? Vị trước mắt này là tu nữ thần minh đó. Như vậy thì sao đánh được? Tim của mọi người đều nhảy đến cổ. Ngay lúc nỏ đã dương dây, Mộ Dung đột nhiên nở nụ cười, tu nữ cứ tự nhiên. Ánh mắt của tu nữ thần minh thu lại, quay sang nhìn Diệp Quân, ra ý hỏi dò. Diệp Quân nói ngay, đến thần minh điện. Ở bên ngoài thế này rõ ràng là không an toàn. Tu nữ thần minh khẽ gật đầu, cô ta cầm đao cong nhẹ nhàng vạch nhẹ thời không trước mặt Diệp Quân, một khe hở thời không đột nhiên xuất hiện. Diệp Quân nâng cổ bàn dậy đi vào. Khoảnh khắc tu nữ thần minh bước vào kẽ hở thời không đó, nó lập tức liền lại, biến mất không thấy đâu. Mộ Dung nhìn chằm chằm vào nơi xa, im lặng thật lâu không nói gì. Mà xung quanh, sắc mặt của đám cường giả Chúng Thần Điện đều có chút khó coi, Diệp Quân và Trung Chúng Thần Điện bây giờ đã là tử thù, thế mà tên đó lắc mình một cái lại thành đặc sứ thần minh, dùng mông cũng nghĩ chắc chắn đối phương sẽ không buông tha cho Trung Chúng Thần Điện. Hơn nữa người này còn yêu nghiệt như thế. Dần ra, ai còn có thể làm gì được hắn? Thần Minh Sứ. Hiện tại Diệp Quân đã được chứng thực, một khi trở lại Thần Minh Điện thì cho dù ba tòa Thần Minh Điện cùng không nhận hắn, nhưng ba vị tu nữ Thần Minh đều thừa nhận hắn, còn cả những người trung thành hết lòng cống hiến cho Thần Minh cũng đều công nhận hắn, thì lúc ấy Diệp Quân sẽ có thể đại diện cho Thần Minh phát hiệu lệnh. Nghĩ tới đây, sắc mặt của đám cường giả Trung Chúng Thần Điện đều thêm phần khó coi. Mộ Dung dẫn đầu nhìn vào trong hư không, không biết là đang nghĩ điều gì. Bên trong đường hầm thời không. Cổ bàn có vẻ hơi hưng phấn, Diệp huynh thật sự là thần minh sứ. Gã đã đến tinh hệ chúng thần được một quãng thời gian, nên cũng có hiểu đôi chút về văn minh thần minh này. Diệp Quân truyền âm cho gã, ta giả đó. V.L. Nụ cười trên mặt cổ bàn lập tức cứng lại, gã khó mà tin nhìn Diệp Quân, chuyện này. Diệp Quân nói, đừng để lộ. Cổ bàn nuốt nước miếng, gã liếc nhìn tu nữ thần minh ở bên, mồ hôi lạnh chảy ròng, Diệp huynh này đúng là nhân tài, đến việc này mà hắn cũng giả được. Diệp Quân nhìn ở phía xa, ánh mắt ngưng đọng như cũ. Thấy sự nghiêm nghị trong ánh mắt của hắn, cổ bàn trầm giọng nói, Diệp huynh. Diệp Quân chắc chắc nói, bọn họ sẽ không bỏ qua. Cổ bàn cả kinh. Thực lực của vị cô nương này nghịch thiên đến thế, chẳng lẽ bọn họ còn dám? Diệp Quân kéo tu nữ thần minh ở trước mặt lại, gọi người đi. Tu nữ thần minh quay đầu nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quân nghiêm túc nói, cô nương, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua, hơn nữa ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế, cô. Gọi nhiều người đến bảo vệ ta đi, được không? Tu nữ thần minh nói, ngươi. Diệp Quân nghi hoặc. Ta cái gì? Tu nữ thần minh nói, ngươi, gọi. Diệp Quân. Tu nữ thần minh đột nhiên lấy một tấm bùa từ trong túi ra đưa cho hắn. Thấy thế, Diệp Quân lập tức hiểu được ý cô ta, thì ra cô ta bảo hắn gọi người giúp cô ta. Hắn nhận lấy tấm bùa rồi thôi thúc, lá bùa rung lên, chẳng mấy chốc, một giọng nữ mang theo khí thế khủng bố cùng áp bức truyền đến từ trong lá bùa, gì? Diệp Quân vội nói, cứu mạng. Không rảnh. Giọng nói bên trong bùa truyền âm như sấm rền nổ vang, lá bùa lập tức bị phá vụn, Diệp Quân đứng ngẩn ra tại chỗ. Đệt. Gì vậy? Diệp Quân nhìn về phía tu nữ cầm đao cong ở trước mặt, cô ta thế mà lại rất bình tĩnh, chỉ nhìn lại Diệp Quân rồi nghiêm túc nói, mục. Nóng nảy lắm. Diệp Quân bảo, vậy cô gọi nhé. Tu nữ cầm đao cong lắc đầu, không. Diệp Quân không rõ, tại sao? Tu nữ cầm đao cong đáp, cô ta, mắng, ta.
Diệp quân. Tu nữ cầm đao cong nhẹ nhàng giơ thanh đao trong tay lên, tự tin nói, ta bảo vệ ngươi. Diệp quân trầm giọng nói, cô rất mạnh, nhưng ta vẫn thấy lo. Tu nữ cầm đao cong đột nhiên đưa tay xoa đầu Diệp quân, đừng sợ. Diệp quân. Đúng lúc này, tu nữ cầm đao cong đột nhiên quay đầu nhìn lại, tiếp đó đường hầm thời không ở phía xa đột nhiên nổ tung, đồng thời một luồng sức mạnh thần bí lập tức bao vây họ lại giữa mảnh thời không này. Lãnh vực. Đường hầm thời không lập tức đổ nát, bọn họ xuất hiện trong một vùng vũ trụ mênh mông. Mà ở nơi xa, thời không đột nhiên nứt ra, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Là Mộ Dung. Phía sau Mộ Dung còn có 5 cường giả bí ẩn thân mang thần giáp vàng ròng. Thấy cảnh đó, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, sự lo lắng của hắn quả nhiên là linh nghiệm. Sở dĩ đối phương thả họ đi là vì không muốn ra tay ở trong Trung Chúng Thần Điện, để lại sơ hở. Dù sao người trước mắt này cũng là tu nữ thần minh. Diệp Quân nói trong lòng, Tông Tín tiền bối, thực lực của Mộ Dung này như thế nào? Tông Tín đáp, không biết, đã nhiều năm rồi chưa từng thấy ông ta ra tay. Diệp Quân nói, ông ta quang minh chính đại giết chết sư phụ của ông đúng không? Tông Tín đáp, đúng vậy. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Tu nữ cầm đao cong tuy rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, thế nhưng Mộ Dung này đã dám đến, vậy chắc chắn là ông ta có lòng tin. Tu nữ cầm đao cong nhìn Mộ Dung, ánh mắt bình tĩnh. Mộ Dung cười nói, tu nữ, tên này là kẻ thiết độc, đó là sự thật. Dựa vào, phàm là người của chúng thần điện đều có trách nhiệm giết chết hắn, kính mong cô đừng ngăn cản. Tu nữ cầm đao cong nói, hắn là thần sứ. Mộ Dung nói, hắn giả mạo thôi, một kẻ thiết độc sao có thể trở thành thần sứ được. Tu nữ cầm đao cong lắc đầu, hắn là thần sứ. Mộ Dung nhìn tu nữ cầm đao cong một lúc, sau đó cười nói, nếu đã vậy thì đợi ta giết hắn xong sẽ cùng tu nữ đến đỉnh trọng tài của thần minh phân bua. Ông ta phất tay áo lên, một cái ấn màu vàng đột nhiên bay lên trời, vọt thẳng đến trên đỉnh đầu của ba người Diệp Quân, trong phút chốc, một lãnh vực khủng bố lập tức bao phủ lấy ba người. Tông Tín cả kinh nói, đây là lãnh vực thần minh, ông ta đã đạt đến cảnh giới thần minh. Tu nữ cầm đao cong vẫn bình tĩnh nhìn Mộ Dung, hắn. Thật sự, là, thần minh sứ, ta, lừa người ngươi. Cô ta nói chuyện rất chậm. Nhìn tu nữ ngây thơ trước mắt, Diệp Quân không nhìn được kéo lấy ống tay áo cô ta, nhắc nhở, cho dù ta là thật hay giả thì ông ta chắc chắn vẫn sẽ giết ta, bởi vì ta và ông ta là tử địch. Tu nữ cầm đao cong quay đầu nhìn hắn, ta, biết, ta đâu có, ngu. Diệp Quân. Mộ Dung nhìn tu nữ cầm đao cong, tu nữ, hắn là kẻ thiết độc, điều này là chắc chắn, cô thực sự muốn bảo vệ hắn. Nếu có thể ông ta cũng không muốn đối đầu với một tu nữ. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, Diệp Quân và Trung Chúng Thần Điện đã có thù, hôm nay để hắn sống sót thì như thả hổ về núi. Hơn nữa sau này chắc chắn mọi người vẫn sẽ còn đánh một trận. Nếu sau này vẫn còn sẽ trở mặt. Vậy tại sao không nhân lúc mình có ưu thế mà trở mặt luôn? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tu nữ cầm đao cong cau mày, một lúc sau mới nói, ngươi. Thu nạp ta, nghĩ thử xem. Nghĩ thử xem. Diệp Quân và Cổ Bàn ngạc nhiên, lập trường của cô gái này không kiên định vậy sao? Mộ Dung ở đằng xa cũng sửng sốt, ông ta cũng không ngờ tu nữ cầm đao cong này sẽ nói thế. Không đúng. Mộ Dung nhìn chằm chằm tu nữ cầm đao cong, híp mắt lại, cô muốn kéo dài thời gian. Diệp Quân. Cổ Bàn. Tu nữ cầm đao cong quay sang nhìn Diệp Quân, đưa mắt ra hiệu cho hắn. Diệp Quân hơi khó hiểu, ý, cô là sao? Hắn không hiểu thật. Tu nữ cầm đao cong nhìn hắn, chạy, mau. Diệp Quân. Hắn không do dự kéo Cổ Bàn còn đang ngơ ngác ở một bên xoay người bỏ chạy. Mộ Dung híp mắt, phất tay áo, một tia sáng vàng cả vạn trượng bỗng lao ra từ trong ấn chủ thần điện. Đối mặt với vị tu nữ cầm đao cong này, ông ta không dám khinh thường hay xem thường kẻ địch, sử dụng quan ấn và lãnh vực thần minh của mình, mà ông ta cũng chưa từng nghĩ đến việc có giết được tu nữ cầm đao cong này. Mục đích của ông ta rất đơn giản,
là để ngăn cản thu nữ cầm đao cong này, còn Diệp Quân thì sẽ có cường giả phía sau ông ta giết. Ánh sáng vàng vạn trượng lao xuống, trong đó không chỉ có đại đạo của Mộ Dung mà còn có sức mạnh ý chí thần minh cực kỳ mạnh, hơn nữa có cả quan ấn, thực lực của ông ta đã hơn hẳn cảnh giới thần minh bình thường. Ngay lúc ánh sáng vàng xuất hiện, tinh hà này đã âm thầm bị tiêu diệt. Lúc này, tu nữ cầm đao cong giơ đao cong lên, một lưỡi đao màu đỏ như máu bay đến, thoáng chốc lãnh vực thần minh bị phá vỡ cùng với quan ấn thần điện đó. Mộ Dung lùi về sau cả mấy vạn trượng. Uy lực của một nhát đao cực kỳ đáng sợ. Sau khi dừng lại, Mộ Dung nhìn vết sẹo khá sâu trên ngực, bật cười, không hổ là tu nữ thần minh, sức mạnh thật đáng sợ. Nói rồi ông ta xòe tay ra, hơi siết nắm tay lại, thời không biến mất xung quanh lập tức trở thành một vòng xoáy màu đen kỳ lạ. Sức mạnh đại đạo. Không phải là sức mạnh ý chí thần minh. Vừa là cảnh giới thần minh, vừa là một vị mệnh thần. Tay phải Mộ Dung bỗng xòe ra, một luồng khí tức thời gian bỗng hiện ra từ trong vòng xoáy màu đen đó, sau đó một bàn tay khổng lồ duỗi ra từ trong đó, hung hãn tóm lấy thu nữ cầm đao cong cách đó không xa. Tu nữ cầm đao cong ở đằng xa giơ thanh đao cong trong tay lên, sau đó chém mạnh về phía trước. Một huyết quang của lưỡi đao lao đến, chỉ nghe thấy một tiếng xé toạc sắc bén, bàn tay khổng lồ đó thế mà lại bị nứt ra, nhưng huyết quang đó lại không hề biến mất, lao thẳng vào trong, hung hãn giết chém vào Mộ Dung. Mộ Dung rất bình tĩnh, ông ta xòe bàn tay ra, một chùm sáng lao lên trời từ lòng bàn tay ông ta, chùm sáng này lại chặn được huyết quang lưỡi đao. Vô số phù văn xuất hiện trong chùm sáng đó. Tuy nhiên, ngay lúc này, một vệt máu lóe lên trên bầu trời, chém mạnh vào chùm sáng lập tức vỡ tan, sức mạnh cực lớn đánh bật Mộ Dung ra, nhưng một cánh tay của ông ta lại vẫn ở nguyên chỗ đó. Sau khi dừng lại, Mộ Dung nhìn cánh tay phải đã không còn trên người của mình, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết, người phụ nữ trước mặt này là cảnh giới thần minh, ông ta cũng là cảnh giới thần minh. Nhưng ông ta không ngờ sức mạnh của ông ta và người phụ nữ này có sự cách biệt lớn đến thế. Mộ Dung biết một đánh một thì ông ta chắc chắn không phải là đối thủ của người phụ nữ này, nghĩ đến đây, ông ta không do dự thêm, khởi động trận pháp. Y vừa dứt lời, mấy vạn tia sáng vàng bỗng bay lên trời từ trong điện thần minh Trung Châu, hàng vạn tia sáng vàng xuyên thẳng qua thời không, đi vào tinh vực này, chúng tụ lại với nhau tạo thành một chiếc lồng vàng bao vây thời không ở đó. Sau đó từng câu hát cổ chậm rãi vang lên từ trong chiếc lồng vàng này. Tù trận thần minh. Đây là trận pháp mạnh nhất của Trung Chúng Thần Điện, cũng là con át chủ bài, được một vị đại tài tuyệt thế của tinh hệ thần minh tạo ra. Mấy năm nay, mỗi vị điện chủ của Trung Chúng Thần Điện sẽ liên tục tăng cường sức mạnh, trận pháp chưa từng được sử dụng từ lúc nó có mặt ở đây. Bây giờ ông ta không thể không khởi động trận pháp này. Để kích hoạt trận pháp này, cần ít nhất 1 tỷ chân linh tinh, không chỉ vậy, còn cần ít nhất 50 cường giả cảnh giới chủ thần mới được. Có thể nói bây giờ hắn đang dùng toàn bộ sức mạnh của Trung Chúng Thần Điện để ngăn tu nữ cầm đao cong này. Sau khi chiếc lồng vàng xuất hiện, tu nữ cầm đao cong cau mày, cô ta bỗng ném đao cong trong tay. Một tiếng xé toạc sắc bén vang lên, một tia huyết quang chém vào bức tường lồng vàng cách đó không xa, nhát đao này đã khiến chiếc lồng vàng xuất hiện vết nứt. Nhưng lập tức khôi phục lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Mộ Dung ở bên ngoài tối sầm lại, ông ta nhận ra ngay cả tù trận thần minh này cũng không thể nhốt được tu nữ thần minh quá lâu. Khi quay đầu nhìn sang một bên khác, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, 5 người đó phải nhanh chóng giết được 2 người Diệp Quân. Ở một bên khác, Diệp Quân kéo cổ bàn chạy thật nhanh, nhưng họ không chạy loạn cả lên, mà chạy về hướng tu nữ cầm đao cong chỉ. Đến điện thần minh của tinh hệ thần minh. Thế nhưng họ không chạy được bao lâu thì có 5 luồng khí tức khá mạnh bao vây lấy họ. Diệp Quân sầm mặt. Hắn xoay người lại nhìn, có 5 cường giả đứng đó cách đó không xa, trên người họ toát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, mặc dù không bằng Mộ Dung nhưng tuyệt đối là những người có cấp bậc đỉnh cấp trong cảnh giới chủ thần. Sắc mặt cổ bàn ở bên cạnh Diệp Quân cũng tối sầm. Diệp Quân nói, tiền bối. Tông Tín xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, Tông Tín nói, ta đánh 3 người. Diệp Quân thầm thở phào, được. Diệp Quân nhìn cổ bàn, mỗi người 1 người. Cổ bàn gật đầu, được. Nói rồi ông ta siết chặt 2 tay lại,
mặc dù không có thân xác nhưng khí tức của ông ta vẫn rất mạnh. Diệp Quân nói, đánh. Hắn vừa dứt lời, Tông Tín bỗng lao ra, ông ta bao vây ba cường giả cảnh giới chủ thần ở đằng xa. Theo phía sau ông ta là cổ bàn lao đến, vô số ngôi sao hiện ra, nơi này trở thành một biển sao. Diệp Quân cũng biến mất khỏi chỗ đó, mục tiêu của hắn là cường giả cảnh giới chủ thần còn lại đó, hắn cầm kiếm Thanh Huyên, sử dụng áp chế thời gian của mình. Hắn biết rất rõ bây giờ đánh sáp lá cả với đối phương không phải là cách khôn ngoan. Hắn muốn giết đối phương chỉ trong một đòn tấn công. Ở đằng xa, cường giả cảnh giới chủ thần bị Diệp Quân bao vây đó cũng nhận ra ý Diệp Quân, ông ta không mặt giáp mặt với Diệp Quân, mà lắc mình lùi về phía sau, buộc thoát ra khỏi sự bao vây của Diệp Quân, giữ khoảng cách với Diệp Quân lần nữa. Nhát kiếm của Diệp Quân đâm vào không trung, hắn ngẩng đầu lên nhìn cường giả cảnh giới chủ thần, ông ta không đánh nữa mà chỉ lặng thinh nhìn hắn. Diệp Quân không tiếp tục tấn công ông ta mà xoay người lao thẳng về phía cường giả cảnh giới chủ thần đang đánh với cổ bàn. Cường giả cảnh giới chủ thần đang đánh với cổ bàn thấy Diệp Quân bỗng tấn công mình, vẻ mặt thay đổi, tất nhiên ông ta tự biết thanh kiếm của Diệp Quân đáng sợ thế nào, ông ta nhất thời không dám làm gì, đành lùi về sau, nhưng không lùi về sau bao lâu đã bị cổ bàn chặn đường lui, lúc này kiếm của Diệp Quân lao đến trước mặt ông ta. Cường giả cảnh giới chủ thần siết chặt hai tay, phóng lãnh vực cực mạnh của mình ra, tuy nhiên lãnh vực của ông ta không có tác dụng quá lớn với Diệp Quân, thanh kiếm của Diệp Quân dễ dàng xé nát lãnh vực của ông ta. Thấy thế, ánh mắt ông ta lóe lên tia quyết tâm, quyết định thiêu đốt thân xác và linh hồn, sau đó đâm sầm vào Diệp Quân. Ầm. Một tia lửa và kiếm quang đồng thời nổ tung, hai người cùng lùi về sau, khi cường giả cảnh giới chủ thần dừng lại, thân xác đang thiêu đốt của ông ta nổ tung, cổ bàn đấm mạnh một quyền. Muốn một đòn giết chết ông ta, nhưng thoáng chốc cường giả cảnh giới chủ thần đánh với Diệp Quân trước đó chắn trước mặt ông ta, sức mạnh của hai người vừa giao nhau, khu vực họ đang đứng lập tức nổ tung. Cổ bàn lùi về sau. Diệp Quân ở đằng xa hít sâu một hơi, hắn nhìn hai cường giả cảnh giới chủ thần cách đó khá xa, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn rung lên liên tục. Hai người này khá đề phòng kiếm Thanh Huyên của hắn, hắn muốn giết đối phương ngay cũng khá khó. Mà cứ tiếp tục kéo dài như vậy cũng bất lợi với họ, vì chắc chắn trung chúng thần điện còn có những cường giả khác. Phải nhanh chóng giải quyết. Nghĩ đến đây, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn hai cường giả cảnh giới chủ thần, thấy Diệp Quân nhìn sang, sắc mặt hai cường giả cảnh giới chủ thần cũng trở nên nghiêm túc. Họ quả thật khá sợ thanh kiếm trong tay Diệp Quân, nhưng lại không còn cách nào, họ phải ngăn cản hai người Diệp Quân lại. Không thể tránh khỏi đánh nhau. Hai người nhìn nhau. Ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm, ngay lúc họ sắp liều mạng lao vào đánh nhau, một giọng nói vang lên trong ý thức của họ, để họ đi đi. Hai người đều sửng sốt. Giọng nói đó lại vang lên, rút. Hai người không hề do dự, lập tức lùi ra sau. Ở một bên khác, ba cường giả cảnh giới chủ thần đó cũng lùi về sau. Thấy thế, ba người Diệp Quân đều cảm thấy khó hiểu. Tông Tín bỗng nói, mặc kệ đi. Đừng quan tâm nhiều, lập tức đến Điện Thần Minh. Diệp Quân quay sang nhìn bên phải, hơi lo lắng. Tông Tín nói, đừng lo cho tu nữ đó, đám người Mộng Du không giết được cô ta đâu. Diệp Quân gật đầu, đi. Tông Tín quay về trong Ấn Thần Minh, Diệp Quân dẫn cổ bàn xoay người biến mất ở tận cuối tinh hà. Không lâu sau, Diệp Quân dùng kiếm Thanh Huyên xuyên qua thời không, cuối cùng đến tinh hệ Thần Minh. Tinh hệ Thần Minh có ba điện Thần Minh, lần lượt là Điện Nam Thần Minh, Điện Bắc Thần Minh và Điện Nguyên Thần Minh. Trước thần đô của Điện Nam Thần Minh, cổ bàn thở phào, cuối cùng cũng đến. Diệp Quân đi đến trước thần đô của Điện Nam Thần Minh, vừa đến cổng thành thì lấy ấn Thần Minh ra, ta là sứ giả Thần Minh. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Cổ bàn hơi ngờ vực, sao thế? Diệp Quân lại sầm mặt, thôi xong. Cổ bàn. Thôi xong. Cổ bàn quay sang nhìn Diệp Quân, run giọng nói, Diệp huynh. Ý huynh là sao? Huynh đừng dọa ta. Diệp Quân nhìn thành chỉ im ắng trước mặt, vẻ mặt hết sức phức tạp. Hay đấy, đúng là lợi hại, cứ tưởng chung chúng thần điện là giới hạn của chúng, giờ xem ra không phải rồi. Sắc mặt cổ bàn cực kỳ khó coi, ý huynh là điện thần minh này cũng là người của chúng. Diệp Quân gật đầu.
Cổ Bàn cứng đờ cả người. Đi theo Diệp huynh này, có khi hơn 3 trận đánh một ngày. Chẳng thực tế chút nào. Đúng lúc này, một kết giới bí ẩn bỗng xuất hiện xung quanh họ, kết giới đó phong tỏa khu vực hai người đang đứng. Thấy thế, Cổ Bàn trầm giọng nói, Diệp huynh, huynh là sứ giả thần minh. Lẽ nào chúng muốn làm phản sao? Diệp Quân lặng thinh, thật ra hắn cũng không hiểu, lẽ nào mấy tên này muốn làm phản thật sao? Không đúng. Diệp Quân bỗng nói, Quân U. Cuối cùng cũng nhận ra rồi à? Lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau hắn. Diệp Quân và Cổ Bàn quay lại nhìn, người đến không ai khác chính là Quân U, bên cạnh cô ta còn có một người bí ẩn mặc đồ đen, cả người người đồ đen được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen, giống như ma quỷ, vô cùng quái dị, nhưng Diệp Quân và Cổ Bàn hoàn toàn không cảm nhận được gã. Diệp Quân nhìn Quân U nói, theo suy đoán của ta, cùng lắm thì cô có thể ảnh hưởng đến Trung Chúng Thần Điện, sở dĩ cô có thể ảnh hưởng đến họ là vì họ muốn thâu tóm Nam Chúng Thần Điện, nhưng không ngờ rằng cô thậm chí có thể ảnh hưởng đến Điện Thần Minh. Quân U bật cười, khiến ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Không đúng. Diệp Quân lại nói, có lẽ Điện Thần Minh không phải bị cô ảnh hưởng, sở dĩ Điện Thần Minh nhắm vào ta chắc hẳn là bởi vì Mộ Dung. Theo ta suy đoán, vì Điện Thần Minh biến mất quá lâu, thế nên bây giờ nội bộ trật tự thần minh đã nảy sinh những vấn đề nghiêm trọng, hay nói cách khác là bây giờ có rất nhiều phe phái trong trật tự nội bộ thần minh, mà Mộ Dung của Trung Chúng Thần Điện hẳn thuộc một phe phái nào đó, Điện Thần Minh nhắm mục tiêu vào ta chỉ vì họ cùng phe với Trung Chúng Thần Điện. Còn cô thì... Nói rồi hắn híp mắt lại, chắc là cô còn có phân thân khác. Cổ Bàn nhìn Diệp Quân, vừa ngạc nhiên vừa bái phục. Mẹ ơi! Đầu óc của tên này thông minh thế. Ở đằng xa, nụ cười trên môi Quân U dần biến mất, cô ta nhìn Diệp Quân, không hổ là con trai của người từng được gọi là vua dựa dẫm mạnh nhất, rất thông minh. Nghe Quân U nói thế, Diệp Quân nhíu chặt mày, cảm thấy ngờ vực. Bốp bốp. Lúc này một tiếng vỗ tay bỗng vang lên từ ngoài cổng thành. Diệp Quân và Cổ Bàn quay lại nhìn thì thấy một ông lão đang chậm rãi đi về phía cổng thành, ông lão mặc một bộ thần bào lộng lẫy. Mặc dù râu và tóc đều bạc trắng nhưng trông rất có tinh thần. Ông lão nhìn Diệp Quân, cười nói, ta tự giới thiệu, ta là điện chủ điện thần minh của điện Nam Thần Minh, tên là Hề Trọng. Tay phải Diệp Quân giơ ấn thần minh lên, thần minh không nhận phải không? Hề Trọng nhìn ấn thần minh, cười nói, mặc dù ta không biết ngươi dùng cách nào mà có thể làm giả khí tức thần minh, nhưng ta có thể khẳng định ấn thần minh của ngươi là giả. Diệp Quân cười nói, lấy gì mà chắc chắn thế? Hề Trọng nói, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu biết nhiều về nền văn minh thần minh bọn ta, tất nhiên cũng có thể hiểu được, có một số việc cho dù là người trong nền văn minh thần minh cũng không biết nhiều chứ đừng nói là người ngoài. Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có biết thần minh đã biến mất bao lâu rồi không? Diệp Quân nhíu mày. Hề Trọng khẽ nói, thần minh đã biến mất rất lâu rồi, hơn nữa. Cho dù thần minh có muốn ban thần chỉ xuống thì cũng không phải dành cho ngươi, dù sao ngươi cũng là một kẻ tiết độc, đúng chứ? Diệp Quân nói, ngộ nhỡ là thật thì sao? Hề Trọng cười nói, ngươi nói xem. Diệp Quân bật cười, ta hiểu rồi, ta hiểu hết rồi. Cổ Bàn ở bên cạnh hắn khó hiểu hỏi, Diệp huynh, huynh hiểu cái gì? Hề Trọng nhìn Diệp Quân, ta cũng rất thắc mắc, ngươi hiểu cái gì? Diệp Quân nhìn chằm chằm Hề Trọng, thần minh biến mất, nhưng nền văn minh thần minh vẫn còn đó, tức là phải có người hoặc một nhóm người kiểm soát chính phủ trong nền văn minh thần minh. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, hẳn là một nhóm người, vì nếu là một người thì sẽ không có tranh chấp nội bộ nền văn minh thần minh, mục đích của một nhóm người kiểm soát chính quyền không gì khác hơn là quyền lợi. Bây giờ sứ giả thần minh đã xuất hiện, đại diện cho ý chí thần minh, chắc chắn sẽ là mối đe dọa lớn nhất với các ngươi. Các ngươi đã quen với việc nắm giữ quyền lực, làm sao có thể giao quyền lực cho người khác. Thế nên, cho dù ta có thật là sứ giả đặc biệt của thần minh, các ngươi cũng sẽ nói ta là giả. Nụ cười trên môi Hề Trọng dần biến mất. Diệp Quân khẽ giọng nói, nội bộ nền văn minh thần minh có khả năng đã mục nát đến tận cùng rồi. Diệp công tử. Hề Trọng bỗng cười nói, ta khá tò mò, rốt cuộc ngươi làm sao mà làm giả được khí tức thần minh vậy? Thế mà có thể gạt được thánh nữ thần minh. Diệp Quân cười nói, ông lão,
mặc dù ta biết ông là điện chủ điện thần minh, nhưng phía trên ông hẳn là có quan viên lớn hơn. Ta hỏi ông, nếu ta là sứ giả thần minh thật, đến lúc đó ông làm sao? Hề Trọng híp mắt. Diệp Quan nói tiếp, hay là ông sẽ cảm thấy cuối cùng người phía trên ông có thể đánh bại được thần minh? Ta tin người phía trên ông chắc chắn đánh không lại, nếu có thể thì người đó đã áp chế những người khác từ lâu rồi đúng không? Hề Trọng không nói gì. Diệp Quân lại nói, ông nói ta lừa gạt tu nữ thần minh. Chính nó là một cách thăm dò, chứng tỏ ông cũng khá giả tạo, vì ông biết tu nữ thần minh không dễ bị lừa gạt như vậy, đúng không? Hề Trọng nhìn Diệp Quân, vẫn không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, không phải ta tự hào gì, ông có từng gặp ai còn trẻ như ta mà mạnh thế chưa? Cổ Bàn. Tông Tín. Diệp Quân lại nói, chắc hẳn ông cũng đang tò mò, tại sao ta còn trẻ như vậy, tại sao ta lại mạnh đến thế? Và thanh kiếm trong tay ta, tại sao ngay cả thần minh khí cũng không thể đánh lại ta? Ông đã từng nghĩ đến những điều này, nhưng không có câu trả lời. Không đúng, chắc hẳn đã có câu trả lời, nhưng trong lòng ông không dám thừa nhận, câu trả lời là, ta đúng thật là sứ giả thần minh. Vì chỉ có câu trả lời này mới có thể giải thích một cách hợp lý những nghi ngờ và suy đoán của ông, đúng chứ? Cổ Bàn. Hề Trọng vẫn nhìn chằm chằm Diệp Quân, vẫn không nói gì. Ở một bên khác, Quân U cau chặt mày. Diệp Quân không nói gì thêm, hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên và ấn thần minh bay đến trước mặt Hề Trọng. Hề Trọng nhìn kiếm Thanh Huyên và ấn thần minh trước mặt, im lặng, nhưng trong lòng vốn rất bình tĩnh lại bắt đầu rối ren. Thanh kiếm này không phải là một thanh kiếm bình thường, vượt xa thần minh khí. Ông ta đã nhìn thấy rất nhiều thần vật trong điện thần minh, nhưng có thể chắc chắn không có vật nào có thể so được với thanh kiếm trước mặt này. Khí tức trong ấn thần minh, đúng là khí tức thần minh. Tất nhiên, ông ta không dám chắc chắn 100%, vì ông ta chỉ từng tiếp xúc với ý chí thần minh, khí tức này rất giống với ý chí thần minh. Diệp Quân nói, tiền bối đã đạt đến cấp bậc này nên chắc hiểu được thành tựu của cả một đời người thường liên quan đến sự lựa chọn của bản thân. Hiện giờ đến lượt tiền bối đưa ra lựa chọn, ông muốn tiếp tục đầu hàng đám lão già ở phía trên hay là chọn đi theo ý định ban đầu của mình, tín ngưỡng thần minh, chiến đấu vì thần minh và chết vì thần minh. Hề Trọng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, tại sao thần minh không xuất hiện? Diệp Quân đã đoán trước được đối phương sẽ hỏi như vậy, thế là không do dự đáp, chấp pháp câu cá. Chấp pháp câu cá. Đồng tử Hề Trọng co rụt. Lý do này. Cũng nói được. Bây giờ nội bộ trật tự nền văn minh thần minh có vấn đề gì? Dĩ nhiên ông ta biết rất rõ. Không chấp pháp câu cá, sao đám đổi bại đó có thể tự mình ra mặt? Tất nhiên, ông ta vẫn còn một mối bận tâm cuối cùng. Ông ta nhìn Diệp Quân, muốn nói lại thôi. Diệp Quân là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, lập tức chỉ ngón tay vào nhau, đầu ngón tay bị gãy. Máu chảy ra, hắn nhìn Hề Trọng, ta, Diệp Quân, lấy máu của mình thề, nếu ta giàu, ta sẽ đền cho ông. Hề Trọng không còn lo lắng nào nữa, ông ta cầm lấy ấn thần minh và kiếm Thanh Huyên vào, sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Quân, hai tay cầm ấn thần minh và kiếm Thanh Huyên đưa cho Diệp Quân, thượng sứ, mời vào thành. Diệp Quân cất ấn thần minh và kiếm Thanh Huyên vào rồi kéo Cổ Bàn đang ngơ ngác vào trong thành. Hề Trọng vội xoay người đi theo, cùng lúc đó giọng ông ta vang vọng khắp nơi, người đâu, lập tức truyền lệnh đến tinh hệ thần minh, vực chúng thần, cửu đại thần địa, chiến trường dị tinh, thần châu, kêu gọi thần dân thiên hạ mau đến đây, cần vương. Khi đi theo Diệp Quân và Cổ Bàn vào thành, Hề Trọng không khỏi quay lại nhìn Quân U với vẻ nghiêm trọng trong mắt. Quân U thì lại nhìn Diệp Quân khi nhớ lại hành động vừa rồi của hắn. Chiêu hàng. Đúng là thủ đoạn bỉ ổi. Ba người kia vừa đặt chân vào thành thì các siêu trận pháp đã lập tức khởi động, bảo vệ bốn phương tám hướng. Vô số cường giả ở khắp nơi bay lên cao, tỏa đi về mọi hướng. Chi viện. Vào khoảnh khắc lựa chọn Diệp Quân, Hề Trọng đã biết mình hiện nay không thể bảo vệ hắn, vì vậy phải hiệu triệu tất cả những ai trung thành với thần minh đến giúp. Tuy văn minh thần minh đã bị hai vị thần châu kia kiểm soát, nhưng vẫn còn rất nhiều người trung thành với thần minh, ví dụ như các tu nữ được thần minh nuôi lớn, một lòng hướng về thần minh cho đến chết.
Đây cũng là lý do ông ta đứng về phía Diệp Quân. Nếu người khác nói Diệp Quân là đặc sứ thì Hề Trọng còn nghi ngờ, nhưng người nói lại là các tu nữ lại do chính thần Minh nuôi nấng. Làm sao có thể nhầm được? Đây cũng là một canh bạc mạo hiểm, nhưng Hề Trọng đã không còn lựa chọn khác. Hoặc là Diệp Quân, hoặc là bên trên, nếu đã vậy thì sao không chọn cái trước cho rồi? Nếu hắn thật sự là đặc sứ thì ông ta thắng chắc, còn không thì... thì càng đáng sợ. Không phải do thần Minh tạo ra mà đã nghịch thiên thế này, chỉ e rằng thế lực chống lưng cho hắn. Khó lòng tưởng tượng. Cũng không dám tưởng tượng. Phải liều mạng thôi. Hề Trọng không ngừng phát hiệu lệnh cho các cường giả trong thần Minh điện ra ngoài, khởi động mấy nghìn siêu đại trận lơ lửng chen kín khắp bầu trời. Sau đó lại phái người trong thành di tản để không ngộ hại khi đại chiến nổ ra. Những người đó vốn đã cảm thấy có điều gì bất ổn, nay có lệnh của Hề Trọng thì không chút chần chừ mà tháo chạy. Bên ngoài, Quân U nhìn tòa thành Nam Minh Thần Đô với ánh mắt tĩnh lặng như nước. Không có gì phải gấp cả. Ván cờ này chỉ vừa bắt đầu thôi. Chấm. Trong thành, Hề Trọng lập tức cho Diệp Quân và Cổ Bàn đi trị thương, cung cấp cho họ một nơi tu luyện rồi rào linh khí và thánh dược từ thần Minh Điện. 2 giờ sau, thân xác Diệp Quân đã lành lặn trở lại, thần hồn bị thương nặng cũng đã khôi phục. Trong tay hắn cầm một bình ngọc màu vàng có 2 viên đan được đỏ tía, là thần dược do Hề Trọng đưa cho. Nó không chỉ giúp hắn khôi phục nhanh mà còn tích tụ dược hiệu trong cơ thể, lần sau nếu bị thương thì sẽ tự động kích hoạt hiệu quả chữa trị liên tục. Có nó trong tay, sức mạnh của hắn tăng lên ít nhất 2 phần. Bỗng thấy Hề Trọng mặt đầu u sầu bước vào. Diệp Quân hỏi, Hề Điện Chủ, thuốc này còn nhiều không? Ông ta cười khổ, không giấu gì cậu, toàn bộ tòa thành này chỉ có 5 viên, 3 viên cho cậu, 2 cho Cổ Công Tử, đã không còn gì rồi. Diệp Quân tò mò, nó là cấp gì mà quý dữ vậy? Hề Trọng, đạo đan cực phẩm, tương đương với đạo khí cực phẩm, cực kỳ khó luyện chế. Diệp Quân ta thán, ôi, nếu có tầm mấy trăm viên thì đỡ quá. Hề Trọng. Diệp Quân trở lại vẻ nghiêm túc, điện chủ hãy cho ta biết về Văn Minh Thần Minh đi. Trái tim Hề Trọng như chìm xuống đáy. Đại ca ơi, ngươi là đặc sứ của thần mà còn bảo ta kể cho ngươi về Văn Minh Thần Minh. Hóa ra nãy giờ ngươi gạt ta à? Diệp Quân nhìn mặt là biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng hắn không mở miệng giải thích. Dù sao thì có muốn đổi ý cũng không còn kịp, chỉ còn cách hai bên giúp đỡ nhau mà thôi. Thái độ dứt khoát của hắn khiến Hề Trọng hiểu ra, bèn giải thích, sau khi thần Minh biến mất thì Văn Minh do 2 người đứng đầu, theo thứ tự là Điện Chủ Nhiếp Chính Điện Huyền Quân và thần phụ trông nom việc nội chính. Diệp Quân, ai là người ra lệnh cô nhắm vào ta? Hề Trọng, ta thuộc quyền quản lý của thần phụ, chính ông ấy cũng ra lệnh cho ta. Nhưng theo ta biết thì cả thần phụ và Huyền Quân đều không muốn để ngươi sống. Diệp Quân nheo mắt, họ không sợ thần Minh à? Hề Trọng lắc đầu, kính trọng đương nhiên là có, nhưng thần Minh đã rất lâu không xuất hiện rồi. Mọi quyền hành đều nằm trong tay họ, mọi việc trong Văn Minh thần Minh đều do họ quyết định. Nhưng ngươi lại xuất hiện, nếu họ thừa nhận ngươi thì sau này Văn Minh thần Minh sẽ lấy ngươi làm đầu, họ sao có thể chịu. Diệp Quân trầm ngâm một hồi, họ cũng không tin ta là đặc sứ của thần Minh đúng không? Họ cho rằng nếu thần Minh có giáng chỉ thì sẽ trực tiếp nói cho họ. Hề Trọng gật đầu, người còn là kẻ tiết độc và trật tự, đây mới là vấn đề lớn nhất. Dù sao thì không ai cho rằng thần sẽ cho phép 2 loại người này làm đặc sứ. Diệp Quân cũng đồng ý, vấn đề bây giờ là có người tin ta, cũng có người nghi ngờ. Hề Trọng lại nói, Văn Minh thần Minh bây giờ chia làm 3 nhóm người. Một nhóm tử chung với Huyền Quân và thần phụ, gồm những thân tín do họ đào tạo ra những năm qua. Cho dù thần có dáng thế cũng chưa chắc sẽ thần phục chứ nói gì ngươi. Diệp Quân cau mày nhưng nhanh chóng hiểu ra. Thần tuy là người đứng đầu nền Văn Minh nhưng đã vắng mặt lâu dài. Những người kia đều là do Huyền Quân và thần phụ đề bạt lên, đương nhiên phải trung thành với 2 người họ. Hề Trọng lại nói, nhóm thứ 2 là những người chỉ trung thành với thần, vẫn luôn đợi thần trở về. Chỉ cần ngươi xác định được thân phận đặc sứ thì họ sẽ theo ngươi tới cùng. Trong số đó thì có 1 vài người cần lưu ý thái độ. Diệp Quân, là những ai? Hề Trọng, 3 vị tu nữ thần Minh do chính tay thần Minh nuôi lớn.
nếu họ tin ngươi thì rất nhiều người khác trong thần minh điện sẽ nghe theo. Họ chính là đại diện cho uy tín, một khi đã công nhận ngươi là đặc sứ thì những người khác sẽ khó mà nghi ngờ. Ngoài ra thì còn hai người nữa cũng quan trọng, là người đứng đầu trọng tài đình và thẩm phán trường. Diệp Quân, nói về họ đi. Hề Trọng gật đầu, trọng tài đình phụ trách việc nội bộ, ví dụ như trong thần minh điện xảy ra tranh chấp thì người này sẽ ra mặt. Bên dưới có một nhóm cường giả do thần để lại, gọi là trọng tài vệ, mạnh vô cùng. Ông ta thoáng dừng lại, thẩm phán trường lại chủ ngoại, cai quản hình phạt, có quyền giải thích tối cao với thần minh pháp. Thủ hạ của người này là thần sử vệ, cũng là các cường giả do thần đào tạo ra. Hai người này nhiều năm qua vẫn ở thế cân bằng, không chia bè kết phái. Nếu ngươi được họ và ba vị tu nữ ủng hộ thì xem như ổn thỏa. Diệp Quân suy nghĩ một hồi, hỏi, xác suất các tu nữ ủng hộ ta là bao nhiêu? Hề Trọng, trước mắt thì ít nhất đã là 99%. Tu nữ cầm đao cong đã công nhận thì hai người kia căn bản sẽ không phản đối. Diệp Quân, vậy là chỉ còn trọng tài trưởng và thẩm phán trưởng. Hề Trọng, phải, bọn họ quan trọng vô cùng. Diệp Quân, ông thấy cơ hội của ta có lớn không? Hề Trọng im lặng một hồi mới mở miệng, khó nói. Bọn họ quyền cao chức trọng nên vẫn luôn chuyên tâm xử lý công việc với huyền quân và thần phụ, không tỏ rõ lập trường. Ông ta dừng lại ở đây. Diệp Quân nói tiếp, bọn họ không tỏ lập trường thì chỉ có hai lý do. Một là có ý đồ lớn hơn nên đang quan sát, hai là đang đợi thần minh trở về. Hề Trọng gật đầu, chính xác. Nếu là loại đầu tiên thì ngươi chính là kẻ ảnh hưởng đến lợi ích của họ, nếu là loại thứ hai thì họ sẽ lập tức chạy đến ứng cứu. Diệp Quân, còn một khả năng thứ ba. Hề Trọng không hiểu. Diệp Quân, đó là họ đang âm thầm quan sát, chờ ta và phe huyền quân thần phụ đều trọng thương, sau đó mới ra mặt thu lợi, còn có thể thăm dò ta. Nếu ta là thật mà thần minh xuất hiện, họ sẽ lập tức quy thuận, nếu ta là giả, họ sẽ lập tức đảo chính. Hề Trọng nghe xong thì sám mặt. Diệp Quân vỗ vai ông ta, cười nói, đừng lo, mọi việc đều có thần minh nắm giữ. Hề Trọng lập tức hỏi, thượng sứ, thần. Diệp Quân chỉ nói, thần minh chỉ muốn nhìn xem nội bộ văn minh thần minh rối ren thế nào thôi. Hề Trọng thở phào nhẹ nhõm, cho thấy lý do này có sức thuyết phục. Thật ra thì Diệp Quân đang xoắn tít trong lòng. Vừa có nội bộ văn minh mà vừa muốn tạo phản, sao nhiều thế? Tất nhiên là hắn sợ, bởi vì chính bản thân hắn cũng không rõ tại sao bên trong ấn thần minh này lại có hơi thở thần minh. Việc này hắn cũng từng hỏi qua Tông Tín, nhưng Tông Tín cũng không biết. Tuy trong lòng hắn đã có một suy đoán, nhưng vẫn chưa hoàn toàn dám chắc. Tuy có sợ hãi, nhưng trên mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn thôi không nghĩ nhiều nữa, sau đó nói, trong thành chúng ta hiện có bao nhiêu cường giả. Hề Trọng luôn quan sát biểu hiện của Diệp Quân, nghe thấy câu hỏi của hắn thì thu hồi ánh mắt lại, sau đó nói, cường giả cảnh giới thần minh có 2 người. Cảnh giới chủ thần có 62, ngoài ra còn có các loại đại trận phòng ngự, nếu chỉ thú không tấn công thì có lẽ sẽ chống đỡ được một quãng thời gian, tất nhiên cái này phải xem hai vị bên trên kia có động tác gì lớn hơn hay không. Diệp Quân nói, vậy nên tiếp theo chúng ta chỉ có đợi người tới chi viện à? Hề Trọng gật đầu, đúng, ít nhất phải đợi được hai vị thánh nữ thần minh khác đến. Diệp Quân nói, ta hiểu rồi, đúng rồi, quân u kia có lai lịch như thế nào? Hề Trọng nhíu mày lại, ta cũng không rõ nữa. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Hề Trọng trầm giọng nói, cô ta không phải người của thần minh điện ta, trước kia cũng chưa từng nghe nói qua, ta chỉ biết cô ta có chút quan hệ với Mộ Dung. Diệp Quân hỏi, có thể tra được không? Hề Trọng gật đầu, ta cho người đi điều tra. Diệp Quân gật gật đầu, vậy tiếp theo cứ chờ thôi. Hề Trọng cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Sau khi Hề Trọng lui xuống, Tông Tín đột nhiên nói, người này có tin được không? Diệp Quân nói, ông ta lo lắng cũng là chuyện thường, dù sao việc này quyết định cả tương lai và mạng sống của ông ta. Tông Tín trầm giọng nói, so với văn minh thần minh kia, ta cảm thấy người cần phải cẩn thận hơn với quân u kia, người phụ nữ đó quá thần bí. Diệp Quân gật gật đầu, ta biết, hiện tại không chỉ là chuyện của nền văn minh thần minh. Có lẽ còn phe thế lực thứ ba tham gia vào.
Nói đến đây, hắn nhíu mày lại, e là lúc trước dù không có vị quân bất khí kia thì người phụ nữ này cũng sẽ tìm cách khác để đối chọi với chúng ta. Tông Tín cả kinh nói, ý của ngươi là mục tiêu ban đầu của người phụ nữ này đã là nhắm vào ngươi rồi à? Diệp Quân trầm giọng nói, không dám chắc, nhưng trước mắt xem ra người phụ nữ này tuyệt đối không phải người bình thường. Nói rồi, hắn khẽ lắc đầu, chuyện cấp bách trước mắt là đợi ba vị thánh nữ thần minh đến. Tông Tín nhắc nhở, ban nãy người phụ nữ kia cũng không ngăn cản ngươi thuyết phục Hề Trọng, chắc là có âm mưu gì đó. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Tông Tín không nói gì nữa, bởi vì hắn biết Diệp Quân chắc hẳn đã tự có quyết định của mình. Diệp huynh. Lúc này, Cổ Bàn đi vào. Diệp Quân nhìn về phía Cổ Bàn, lúc này Cổ Bàn đã hồi phục hoàn toàn. Cổ Bàn cười nói, ta khỏe mạnh lại như trâu rồi nè. Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, Cổ huynh, ta cần huynh giúp ta làm một chuyện. Cổ Bàn hơi ngạc nhiên, chuyện gì thế? Diệp Quân cười nói, ta hy vọng huynh về đế vực một chuyến, giúp ta. Cổ Bàn cắt ngang lời hắn, huynh muốn ta tránh đi chứ gì? Diệp Quân im lặng. Cổ Bàn trầm giọng nói, ta biết kẻ thù của huynh đang ngày một biến thái hơn, nhưng ta cảm thấy ta vẫn có thể ở lại giúp được chút gì đó. Hơn nữa ta cũng không hoàn toàn là vì huynh, hiện tại ở đây ta có thể so chiêu với rất nhiều cường giả hàng đầu của văn minh thần minh, ta cảm thấy đây là chuyện rất tốt, thật đó. Diệp Quân lắc đầu, Cổ huynh, không cần đâu. Cổ Bàn cười nói, ta đã quyết rồi. Diệp Quân khẽ thở dài, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động. Cổ Bàn nói ta nghe dự định sau này của huynh đi, để huynh đệ ta đây yên lòng được chút. Không thể không nói, gã vẫn thấy hơi sợ. Lúc trước một mình lăn lộn ở ngoài, cho dù không phải là vô địch thế gian thì cũng là ít có địch thủ, nhưng từ sau khi đi theo Diệp Quân, gã phát hiện độ khó trải nghiệm cuộc đời đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần, đánh tan mộng đẹp của gã. Hơn nữa, trực giác nói cho gã biết, kẻ địch của Diệp Quân có thể còn mạnh hơn nữa. Diệp Quân nói, việc cần làm hiện giờ là đợi viện quân. Cổ Bàn hỏi, đợi viện quân của thần Minh Điện. Diệp Quân híp mắt lại, không. Cổ Bàn sửng sốt. Chấm. Bên trong Nam Thần Minh Điện, lúc này tất cả cường giả đã tụ họp lại, dẫn đầu chính là Hề Trọng. Một đám cường giả Nam Thần Minh Điện đều mang biểu cảm cực kỳ nghiêm nghị, bọn họ đều là tâm phúc của Hề Trọng, bởi vậy họ biết rất nhiều chuyện, và cũng hiểu rõ tại sao Hề Trọng lựa chọn Diệp Quân. Hề Trọng nhìn mọi người một lượt. Mọi người ở đây đều chung một nhà, có ý kiến gì đều có thể nói. Lúc này, một ông lão tóc trắng dẫn đầu phía bên phải bỗng lên tiếng, Điện chủ, chúng ta không có ý kiến gì, nếu Điện chủ đã lựa chọn Thượng Sứ thì hiện tại chúng ta cần phải bảo vệ Thượng Sứ thật tốt, đợi quân chi viện đến. Những người còn lại cũng đều gật đầu đồng ý. Lúc này còn ý kiến gì nữa? Mà dù có thì cũng không ngu đến mức nói ra. Hề Trọng nhìn mọi người một lượt, sau đó nói, ta biết các ngươi lo lắng sợ hắn là thần minh sứ giả, chuyện đó thì các ngươi yên tâm, ta có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, hắn chắc chắn là hàng thật giá thật. Nghe vậy, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bọn họ liều mạng đi bảo vệ một tên giả mạo thì đúng là xong đời. Chỉ cần hắn là thật thì bọn họ chẳng khác nào đứng cùng phe với thần minh. Cũng tức là đứng về phe đại nghĩa. Chiến đấu vì thần minh. Nghĩ tới đây, những điều lo lắng sợ hãi trong lòng họ đều được rửa sạch. Lúc này, có người đột nhiên nói, Điện chủ, nếu thần minh chọn đặc sứ thì tại sao không tự mình xuất hiện? Hề Trọng liếc mắt nhìn gã, nếu người xuất hiện thì gian thần ác thần sao có cơ hội lộ mặt? Người kia nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Lời này, hình như cũng đúng. Hề Trọng bình tĩnh nói, chuyện cần làm bây giờ là đợi. Đợi ba vị tu nữ thần minh đến, tu nữ cầm đao cong kia hiện đang bị Mộ Dung và toàn bộ lực lượng của Trung Chúng Thần Điện ngăn cản, nhưng hẳn là không thể kéo dài được quá lâu, còn hai vị tu nữ thần minh khác thì người của chúng ta đã liên lạc rồi. Có người lo lắng nói, lỡ tu nữ thần minh không đến. Chắc chắn sẽ không. Hề Trọng lập tức cắt ngang lời của ông ta, tu nữ thần minh đều được thần minh nuôi lớn, tuyệt đối không thể phản bội thần minh. Thái độ của tu nữ cầm đao cong kia cũng đã nói lên tất cả. Mọi người khẽ gật đầu. Hề Trọng trầm giọng nói,
Nguyên Thần Minh Điện cùng Bắc Thần Minh Điện đã nhận được tin tức của chúng ta, nhưng bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ là đang quan sát thêm, hoặc là đang chờ lệnh của phía trên. Nói chung, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, chư vị, đây cũng là thời khắc mấu chốt quyết định vận mạng chúng ta, chư vị yên tâm, ngày sau nếu ta phú quý, tất nhiên sẽ không quên huynh đệ. Ông lão tóc trắng kia gật gật đầu, điện chủ yên tâm, quyết định của người chính là quyết định của chúng ta, nếu ai có lòng dạ khác, lão phu sẽ khiến kẻ đó không nơi táng thân. Hề Trọng lại nhìn lướt qua mọi người ở dây, bọn họ lập tức cảm thấy như đang bị đâm chọc, lập tức tỏ thái độ đồng tình. Sở dĩ Hề Trọng tổ chức cuộc họp này thật ra là muốn thị uy với mọi người, tuy đa số người trong Nam Thần Minh Điện này là do ông ta đề bạt lên, nhưng ông ta cũng không dám đảm bảo có người nào hài lòng hay không, mà ở thời khắc mấu chốt như thế này, ông ta cũng không cho phép xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lần này ông ta đã cược hết tất cả. Nếu cược thua thì đến cả cơ hội đầu thai cũng không có. Ông ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại điện, trong mắt ánh lên nỗi lo lắng. Thật ra ông ta cũng rất muốn biết nội bộ Thần Minh Điện rốt cuộc sẽ có được bao nhiêu người đến chi viện. Đừng đến mức không có lấy một mống, như vậy chắc ông ta chết ngay đây luôn quá. Một nơi nào đó trong hư không. Thời không đột nhiên bị phá vỡ. Tiếp đó có một ông lão mặc thần bào cùng một người đàn ông trung niên mặc áo đen xuất hiện. Hai người này trước mắt này chính là điện chủ Bắc Thần Minh Điện Cổ Hạo, cùng thiên gia. Hai người vừa đến đã lập tức tạo kết giới xung quanh. Ông lão mang thần bào chính là Cổ Hạo, lão nhìn thiên gia, nói thẳng vào vấn đề, người thấy thế nào? Thiên gia nở nụ cười, thần minh đã biến mất lâu như vậy, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một thần minh sứ. Hơn nữa vị thần minh sứ còn là kẻ tiết độc và người thành lập trật tự, ông không cảm thấy rất kỳ lạ à? Cổ Hạo nói, tu nữ cầm đao cong, Hề Trọng. Thiên gia khẽ nhíu mày, tất nhiên ông ta hiểu ý của Cổ Hạo, Hề Trọng không quan trọng, có thể không quan tâm, nhưng thái độ của thiên gia thì không thể làm lơ được. Cổ Hạo lại nói, tu nữ cầm đao cong được chính thần minh nuôi lớn, Diệp Quân này có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể qua mắt được cô ta. Cô ta đã tự mình thần phục, vậy có nghĩa là thân phận của Diệp Quân kia. Nói đến đây, lão không tiếp lời nữa. Thiên gia trầm mặc một lát rồi nói, có hai lựa chọn, một là nghe theo mệnh lệnh cấp trên, lập tức liên thủ với bọn họ, sau đó lấy danh nghĩa thần minh đi diệt trừ Diệp Quân, hai là hưởng theo hiệu lệnh yêu cầu viện binh của Hề Trọng, lập tức đến Nam Thần Minh Điện hộ giá. Cổ Hạo trầm mặc. Thiên gia nhìn về phía lão, cười nói. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta không có thực lực để ngồi yên xem nghêu cỏ tranh nhau, làm ngư ông đắc lợi, hiện tại phải nhanh chóng lựa chọn phe cho mình đi, chờ mãi thì đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Cổ Hạo trầm giọng nói, xem ra bây giờ thần phụ và huyền quân đã liên thủ. Thiên gia im lặng không nói, ông ta là người của thần phụ, mà Cổ Hạo là người của huyền quân, thế nhưng bọn họ đều nhận được mệnh lệnh giống nhau, vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là hai vị trên kia đã liên thủ. Hai người đều im lặng. Lúc này, thiên gia đột nhiên khẽ thở dài, đây là thế cục vô cùng khó, mặt trên tranh đấu, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì chuyện ở phía trên, gồm cả Diệp Quân kia, rốt cuộc hắn có phải là thần minh sứ không, phía sau hắn đến cùng có thế lực gì. Chúng ta đều không biết gì cả, cả thái độ của hai vị tu nữ còn lại, cùng với tòa trọng tài và chính án nữa, chúng ta chẳng biết gì. Chọn phe sao, chọn bừa à? Cổ Hạo trầm giọng nói, không còn cách nào khác, thông tin chúng ta có được không đầy đủ, chắc chắn sẽ có hiểu biết sai lệch, mà đã có sai lệch thì có thể sẽ nhận lại kết quả vạn kiếp bất phục. Nói rồi, lão nhìn về phía thiên gia, ngươi chọn đi, ta theo ngươi. Thiên gia lắc đầu, ông chọn đi. Cổ Hạo nhíu mày lại, ngươi không hạ được quyết tâm, mà ta cũng vậy, thế thì cùng dùng cách nguyên thủy nhất đi, tung xúc sắc đi. Lớn thì nghe theo phía trên, chúng ta đi tấn công kẻ tiết độc Diệp Quân, nhỏ thì làm viện binh cho bọn họ. Thiên gia suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, không được dùng thần lực, tất cả nghe theo ý trời. Cổ Hạo gật đầu, lão xòe tay ra, một viên xúc sắc xuất hiện, lão nhẹ nhàng tung lên, xúc sắc xoay vài vòng trên không trung rồi rơi xuống lòng bàn tay lão, hai người cùng mở ra nhìn. Nhỏ nhất. Bảo vệ Diệp Quân. Hai người nhìn nhau. Thiên gia do dự một lúc, sau đó nói, hay là tung lại thử đi.
tung ba, hai thắng. Thành Nam Minh Thần Đô, lúc này toàn thành đang trong tình trạng quản lý nghiêm ngặt, từng trận pháp treo lơ lửng xung quanh tường thành và trên bầu trời của thành Nam Minh Thần Đô, vô cùng hoành tráng. Chỉ còn ba ngày nữa Hề Trọng triệu hồi Cần Vương, nhưng đến nay không có ai đến tiếp viện. Không khỏi khiến tâm trạng của các cường giả Điện Nam Thần Minh rơi xuống đáy cốc. Sứ giả đặc biệt của Thần Minh. Bây giờ bị nhốt ở Nam Thần Minh Đô, nhưng lại không có ai đến tiếp viện. Trong phòng tu luyện. Mấy ngày nay Diệp Quân cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện, hắn đã thu hoạch khá nhiều từ mấy trận chiến sinh tử trước đó, nhất là đối với đạo áp chế thời gian, có thể nói đạo thời gian này cộng với kiếm thanh huyên, bây giờ gần như sự tồn tại vô địch dưới cảnh giới thần minh. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn phải đối mặt với không chỉ là cường giả dưới cảnh giới thần minh. Điều đáng nói là kiếm ý bất khả chiến bại của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Kiếm ý bất khả chiến bại hiện tại của hắn không hề yếu hơn kiếm ý trật tự của hắn. Diệp Quân không thể nghỉ ngơi quá lâu, hai ngày sau, thời không bên ngoài thành Nam Minh Thần Đô bỗng nứt ra, sau đó một đại đạo màu tím rộng gần vạn trượng được lát thẳng từ trên trời xuống thành Nam Minh Thần Đô. Một người phụ nữ chậm rãi bước ra từ trong đường hầm thời không bị nứt ra đó. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng như tuyết, giữa trán có một nốt chu sa. Phía sau cô ta còn có 120 vị cường giả. 120 người này đều mặc áo giáp màu đỏ, thân hình cao lớn, dũng mãnh uy nghiêm, trên người không hề có khí tức như thể là một thể với trời và đất. Trước ngực trái của họ đều có một chữ nhỏ, cận. Quân cận vệ Thần Châu. Hề Trọng trên tường thành nhìn thấy mấy cường giả này, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Người phụ nữ váy trắng dẫn đầu bước xuống theo đại đạo. Quân cận vệ phía sau cô ta đi sát theo sau. Nhưng lúc này người phụ nữ bỗng hơi nghiêng đầu, quân cận vệ này lập tức dừng lại, không đi theo sau nữa. Người phụ nữ váy trắng đi đến trước thành Nam Minh Thần Đô, cô ta ngẩng đầu nhìn Hề Trọng, nghe theo lệnh của Huyền Quân Điện chủ điện Nhiếp Chính, ta đến đây để nghênh đón sứ giả thần minh vào Thần Châu. Nghênh đón sứ giả thần minh vào Thần Châu. Hề Trọng trên tường thành sửng sốt. Các cường giả Điện Nam Thần Minh khác cũng sửng sốt. Là sao đây? Hề Trọng trên tường thành bỗng quay đầu lại, đi mời Diệp công tử đến. Một thủ hạ lập tức chạy đi. Một lát sau, Diệp Quân xuất hiện ở trên tường thành, Hề Trọng trầm giọng nói, người trước mặt này đến từ Thần Châu, là người của Huyền Quân Điện chủ điện Nhiếp Chính, nói là muốn nghênh đón ngươi vào Thần Châu. Diệp Quân nhìn người phụ nữ đó, sau đó nói, ta nói chuyện với cô ta. Nói rồi hắn biến thành tia kiếm quang đáp xuống trước mặt người phụ nữ váy trắng. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, hơi cúi người xuống, chào sứ giả thần. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, đón ta vào Thần Châu. Người phụ nữ gật đầu, ừ. Diệp Quân cười nói, đón ta vào Thần Châu làm gì? Người phụ nữ bình thản nói, sứ giả thần xuất hiện, dĩ nhiên nên vào Thần Châu. Diệp Quân nói, sứ giả thần lớn hay Huyền Quân lớn? Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, hỏi ngược lại, sứ giả thần nghĩ thế nào? Diệp Quân xòe tay ra, ấn thần minh xuất hiện trong tay hắn, khí tức thần minh xuất hiện trong ấn thần minh. Ánh mắt người phụ nữ lại rất bình tĩnh, không có sự dao động nào. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, nhắc, khí tức thần minh. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân chằm chằm, tuân lệnh, cung nghênh thượng sứ vào Thần Châu. Diệp Quân lặng thinh. Sở dĩ hắn lấy ra ấn thần minh ra là vì muốn xem thái độ của đối phương, nhưng đối phương không chào cũng không đầu hàng, điều đó có nghĩa là không thể lôi kéo người trước mặt này về phe mình. Dĩ nhiên hắn cũng hiểu đối phương đến mời hắn vào Thần Châu chắc chắn không có lòng tốt gì. Nếu rời khỏi đây, đến lúc sinh tử lại để mặc người ta nắm bóp. Nhưng nếu không đi, đối phương chắc chắn còn cách khác. Diệp Quân im lặng một lúc lâu rồi nói, bảo Huyền Quân đến gặp ta. Người phụ nữ lắc đầu. Diệp Quân híp mắt, sao nào? Người phụ nữ nhìn hắn một lát, thấy Diệp Quân đã nhìn thấu kế hoạch của mình, cô ta cũng không che giấu nữa, xoay người rời đi, giọng cô ta bỗng vang vọng khắp nơi, truyền lệnh vũ trụ thần minh, kẻ tiết độc này đang giả mạo sứ giả thần minh, bất cứ ai giúp đỡ hắn sẽ lập tức bị xóa thần tịch và tước bỏ thần vị. Chỉ trong chốc lát, thời không xung quanh Diệp Quân bỗng biến thành màu đen, một sức mạnh bí ẩn dâng lên,
muốn cưỡng ép nghiền nát hắn. Hỗn xược! Đúng lúc này, một tiếng gầm tức giận đột nhiên vang lên từ trên tường thành, sau đó một luồng sáng vàng quét xuống, lập tức bao bọc lấy Diệp Quân. Người ra tay chính là Hề Trọng. Hề Trọng nhảy xuống, vô số ánh sáng vàng lan ra khiến sức mạnh bí ẩn đó bị đẩy lùi. Người phụ nữ mặc váy trắng ở đằng xa dừng lại, quay đầu nhìn Hề Trọng như đang nhìn người chết. Kể từ lúc này, Hề Trọng không còn là điện chủ của Điện Nam Thần Minh nữa. Ai đi theo ông ta sẽ lập tức xóa thần tịch, bị tống vào ngục thần chiếu, sẽ là nô lệ mãi mãi. Cô ta vừa dứt lời, chỉ thấy một thần chỉ màu đỏ trong thời không rơi thẳng xuống bầu trời thành Nam Thần Minh, một chữ phạt màu đỏ như máu chậm rãi rơi xuống trong thần chỉ đó. Sau khi chữ phạt này rơi xuống, cả Nam Minh Thần Đô lập tức biến thành màu đỏ máu, cùng lúc đó một ngọn lửa thần xuất hiện trong cơ thể tất cả cường giả cảnh giới thần trong thành, đốt cháy cơ thể của họ. Đánh vào ngục thần chiếu. Mọi người trong thành đều hoảng hốt. Nhìn thấy thần chỉ này, Hề Trọng bên cạnh Diệp Quân cũng biến sắc, đây là pháp chỉ thần minh. Diệp Quân quay sang nhìn Hề Trọng trầm giọng nói, thần minh từng sử dụng thứ này, có tia thần lực của thần minh, là thần minh khí thượng phẩm. Họ giáng pháp chỉ thần minh này xuống là đã tuyên bố bọn ta là kẻ tiết độc. Diệp Quân nhìn chung quanh, lúc này dưới sự trấn áp của thánh chỉ phạt của thần minh, cả thành Nam Thần Minh Đô giống như địa ngục, thần lực vô tận đang ăn mòn cả thành Nam Thần Minh Đô. Lúc này tất cả cường giả trong thành đều cảm nhận được thần lực của mình đang dần biến mất, ngay cả những cường giả cảnh giới chủ thần đỉnh cấp đó cũng thế. Trừng phạt đến từ sức mạnh thần minh. Cho dù là Hề Trọng, lúc này thần lực trên người ông ta cũng đang biến mất, nhưng thần lực của ông ta biến mất rất chậm. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng xòe bàn tay ra, kiếm thanh huyên trong tay xuyên ra không trung, tia kiếm quang bay lên trời trong thế giới đẫm màu máu này, xé toạc trời đất, mà lúc này một tia thần quang trong thần chỉ thần minh thẳng tắp rơi xuống bao phủ kiếm thanh huyên của Diệp Quân. Thần quang đó đã trấn giữ kiếm thanh huyên của Diệp Quân ở trên không, không chỉ vậy. Từng phù văn màu đỏ máu lao ra từ chữ phạt trong thần chỉ, những phù văn màu đỏ máu đó bao phủ kiếm thanh huyên. Thấy thế, Diệp Quân híp mắt, vì hắn nhận ra sự sắc bén của kiếm thanh huyên lại không thể trấn áp các phù văn đó. Thần lực. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh thần minh trong chữ phạt đó, sức mạnh đó rất giống với khí tức thần minh trong ấn thần minh của hắn. Sau khi Diệp Quân nhìn chằm chằm chữ phạt một lúc, hắn xòe tay ra. Hai kiếm ý bay lên trời hòa vào kiếm thanh huyên rung lên, hất văng phù văn màu máu, kiếm dài đâm thẳng vào, chém pháp chỉ thần minh đó. Lúc này chữ phạt bỗng biến thành huyết quang rơi xuống, đập mạnh vào trên kiếm thanh huyên. Huyết quang và kiếm quang lập tức nổ tung, lan ra từng tầng, từng lớp. Vèo. Lúc này một tiếng kiếm kêu bỗng vang lên trên bầu trời, kiếm thanh huyên và chữ phạt màu đỏ đó lại va mạnh vào nhau. Từng tia huyết quang và kiếm quang liên tục đỏ xuống. Cũng may thành Nam Minh Thần Đô bên dưới được các trận pháp bảo vệ, nếu không chỉ cần một đợt sóng xung kích cũng đủ để hủy diệt Nam Minh Thần Đô cả vạn lần. Diệp Quân nhìn chằm chằm bầu trời, hắn không ngờ pháp chỉ thần minh đó lại có thể chống lại kiếm thanh huyên, hiện giờ kiếm thanh huyên chiếm ưu thế, lần này không có sức tàn phá như trước. Thần minh. Diệp Quân im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì. Sắc mặt Hề Trọng bên cạnh hắn vẫn rất nghiêm trọng, ông ta biết rõ tình cảnh của mình và cả Điện Nam Minh Thần hiện giờ. Sẽ bị thần châu xóa tên dưới danh nghĩa thần minh. Không những vậy, hiện tại toàn bộ khu vực thành Nam Minh Thần Đô đã bị biến thành nhà tù, tức là bây giờ họ đều là kẻ tiết độc. Cả vũ trụ thần minh, thế lực ở các nơi khác sẽ càng tin phục thần châu, dù sao thần châu cũng đại diện cho nền văn minh thần minh. Hơn nữa với tình hình hiện giờ. Hai vị của thần châu đó đã quyết tâm tiêu diệt Diệp Quân. Có thể nói nếu thần minh không xuất hiện, họ chắc chắn sẽ không thể trở mình. Vấn đề là thần minh sẽ xuất hiện sao? Hề Trọng quay sang nhìn Diệp Quân bên cạnh, ông ta hơi sợ. Vì vừa nhìn ông ta đã thấy thượng sứ này hơi không thành thật. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng xòe tay ra, từ trên trời, kiếm thanh huyên hóa thành tia kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng ở đằng xa, người phụ nữ váy trắng biết ý đồ của Diệp Quân, bình tĩnh nói, muốn giết ta à? Hề Trọng kéo Diệp Quân lại, ông ta lắc đầu, cô ta là cảnh giới thần minh,
xung quanh cũng có rất nhiều cường giả đang đến. Diệp Quân im lặng, nhìn xung quanh, lúc này thần lực của các cường giả thần cảnh trong thành xung quanh ngày càng yếu đi, chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở thành những kẻ vô dụng. Cho dù là Hề Trọng, đến lúc đó thực lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Sở dĩ người phụ nữ váy trắng này không ra tay là đang đợi, đợi Pháp Chỉ Thần Minh lấy hết thần lực của đám người Hề Trọng. Không thể kéo dài thêm. Các cường giả trong tối đa phần đều đang quan sát. Người phụ nữ váy trắng bỗng ngẩng đầu nhìn chỗ tối trên bầu trời, không cảm xúc nói, Điện Nam Minh Thần đều là tiết độc, tất cả người dân của thần minh đều có trách nhiệm trừng phạt chúng, nếu các ngươi không ra tay thì sẽ coi là đồng phạm. Nghe thế vài cường giả nấp trong tối biến sắc. Họ vốn dĩ còn muốn quan sát, bây giờ không được nữa rồi. Không đứng về phe ai thì phải chết. Kẻ tiết độc phải chết. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên trong tối, sau đó vài cường giả bước ra, đều tỏ ý ủng hộ quyết định của điện chủ điện Nhiếp Chính ở Thần Châu. Hơn nữa ngày càng nhiều người ủng hộ. Hề Trọng bên cạnh Diệp Quân nhìn đám người bước ra đó, tức giận nói, thượng sứ, con dân đều đã ra, họ đều ủng hộ. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Quân, có phải chúng ta có thể mời thần minh rồi không? Diệp Quân quay sang nhìn Hề Trọng mặt đầy mong đợi, không nhẫn tâm gạt ông ta, thế là thành thật nói, ta không mời được. Nghe thế, Hề Trọng sầm mặt, suýt nữa choáng váng ngã xuống. Toang rồi. Leo lên thuyền giặc rồi. Toang thật rồi. Sau khi tuyệt vọng, ánh mắt ông ta bỗng trở nên tàn nhẫn, bây giờ cải tà quy chính. Hẳn là không muộn. Nghĩ đến đây, ông ta nhìn Diệp Quân, ông ta là cảnh giới thần minh, nhưng Diệp Quân thì không, nếu bây giờ ra tay, hơn nữa Diệp Quân không đề phòng ông ta, ít nhất ông ta có thể chắc chắn 90% có thể bắt Diệp Quân. Nói làm là làm. Hề Trọng đang định ra tay, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Quân, ông ta chợt giật mình, sở dĩ thượng sứ nói như vậy có khi nào có là vì đang cố ý chấp pháp câu cá, thử mình không? Bây giờ mình ra tay, vậy chẳng phải cũng giống như người dân bên ngoài kia sao? Hề Trọng cứng đờ đứng đó, nhanh chóng phân tích tình hình. Diệp Quân không hề biết suy nghĩ của Hề Trọng, những lời hắn vừa nói là thật, hắn không gọi được thần minh. Nếu có thể thì hắn nào có lãng phí thời gian với đám người này? Giết hết toàn bộ là được. Mẹ nó chứ. Chuốc bực vào mình. Lúc này, dĩ nhiên Diệp Quân cảm nhận được sự thay đổi của Hề Trọng, hắn quay sang nhìn Hề Trọng ở một bên, nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, hắn hiểu được đối phương đang nghĩ gì, cười nói, Hề Điện Chủ, nếu ông cây này khó thì có thể leo sang cành khác, ta hiểu. Hề Trọng lại lắc đầu, thượng sứ, vừa rồi ta ngu muội vì suy nghĩ muốn sống, mong ngươi lượng thứ. Diệp Quân nhìn Hề Trọng, hơi ngạc nhiên. Hề Trọng cười khổ nói, thượng sứ, thành thật mà nói. Mọi người đều muốn sống cả, nhất là những người đã sống rất lâu như bọn ta không chỉ muốn sống mà còn muốn có nhiều quyền lợi hơn, nhưng... Nói rồi ông ta nhìn ra đằng xa, người bên cạnh người phụ nữ váy trắng ngày càng nhiều, ông ta khẽ nói, nhưng ta tin ngươi là sứ giả thần minh thật. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Hề Trọng quay sang nhìn Diệp Quân, cười nói, vì chỉ có như thế, ta mới có hy vọng sống. Trước đó ông ta váng đầu, nhưng sau khi bình tĩnh lại, ông ta hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, giết Diệp Quân trước. Ông ta không nghĩ mình có thể giết được Diệp Quân trước mặt, người đàn ông này đối mặt với nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy nhưng lại rất bình tĩnh, phong thái tự tin và bình tĩnh thật sự là hiếm có, cho dù người đàn ông này không phải là sứ giả thần minh thì chắc chắn cũng là được một thế lực siêu cấp nào đó nuôi dưỡng. Thứ hai, cho dù ông ta có thể giết được Diệp Quân, ông ta có thể sống sót thật sao? Sẽ không. Ông ta đã phản bội cấp trên của mình, những người đó không còn tin tưởng ông ta nữa, cho dù cấp trên có thể cho ông ta sống thì đó cũng sẽ sống một cách nhục nhã, vì điều đó có nghĩa là sự nghiệp chính trị của ông ta đã chấm dứt, hơn nữa tiếp theo ông ta sẽ bị đàn áp, cuối cùng bị giáng chức, tước bỏ quyền lợi. Trong vòng xoáy chính trị này, một khi ngươi đã đứng về phe ai thì sẽ không còn đường lui. Bây giờ điều duy nhất ông ta có thể làm là đi theo Diệp Quân đến cùng. Một là giàu sang phú quý, hai là đạo sinh tử biến mất. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi và lo lắng trước đó của ông ta đều biến mất, ông ta quay đầu lại nhìn đám cường giả ở phía xa, bật cười,
Thượng sứ, người phân phó gì, ta đều sẽ nghe theo. Đối với ông ta, bây giờ do dự và lập trường không vững có thể dẫn đến tình thế cam go, có những việc hoặc là không làm, nhưng một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Đời người là thế, nhiều lúc bước đi rồi thì không hối hận. Giải quyết là xong. Sau khi nhìn thấy đối phương kiên định với lập trường của mình, Diệp Quân mỉm cười nói, chúng ta cứ đợi xem, nền văn minh thần minh cũng không thể luôn hướng về họ được. Những lời này có ẩn ý khác. Hề Trọng nhìn Diệp Quân, gật đầu, sau đó nói, được. Nói rồi ông ta nhìn về phía xa, trong thời không đó, ngày càng có nhiều người xuất hiện phía sau đám người phụ nữ váy trắng. Ý nghĩ ban đầu của đám người này rất đơn giản, quan sát xem thực lực của Diệp Quân và phía trên ai mạnh hơn. Nếu Diệp Quân mạnh hơn, họ sẽ xuất binh cứu giúp, nhưng nếu Thần Châu mạnh hơn thì họ sẽ tiêu diệt. Giờ xem ra rõ ràng là bên Thần Châu mạnh hơn, nếu đã thế thì tất nhiên họ sẽ đứng về phía Thần Châu không do dự. Chèn ép ngược. Đó là chuyện mà chỉ những kẻ chơi cờ bạc mới làm, bất cứ ai thông minh đều hiểu rõ mình phải chắc chắn về mọi chuyện và đừng đặt hy vọng vào những canh bạc hão huyền. Hề Trọng trước mặt này là kiểu người không có đầu óc. Chấm. Trong tối, lúc này Điện Chủ Điện Nguyên Chúng Thần Cổ Hạo và Điện Chủ Điện Bắc Thần Thiên Gia cũng đang quan sát, họ cũng muốn xem thực lực của Diệp Quan và Thần Châu trước khi đưa ra quyết định, giờ xem ra bên Diệp Quân đã hoàn toàn bị nghiền nát. Cả Điện Nam Thần Minh bị đánh vào nhà ngục, tất cả cường giả thần cảnh bắt đầu bị rút cạn thần lực. Không lâu sau, cả Điện Nam Thần Minh đều bị phá hủy. Bây giờ bên Diệp Quân xem như đã thất bại hoàn toàn, hơn nữa còn không có cơ hội thắng. Thiên Gia nhìn Diệp Quân chằm chằm, ánh mắt lóe sáng, hắn không có cơ hội thắng. Cổ Hạo lại lắc đầu. Thiên Gia quay sang nhìn Cổ Hạo nhìn Diệp Quân bên dưới, hắn rất bình tĩnh. Thiên Gia nói, có thể là giả vờ. Cổ Hạo nhìn Diệp Quân, không giống đang giả vờ. Thiên Gia hơi mất kiên nhẫn, thời gian không còn nhiều. Người muốn nói gì thì nói nhanh lên. Cổ Hạo bỗng hỏi, giả sử Diệp Quân đang giả mạo sứ giả thần minh thật, vậy mục đích của hắn là gì? Động cơ của hắn là gì? Thiên Gia nhíu mày. Cổ Hạo khẽ nói, Thiên Gia, không có lý do, hoàn toàn không có lý do gì cả, có gì đó rất dị thường, kiếm của hắn, ấn thần minh hắn. Ngươi thấy không, kiếm của hắn có thể chống lại pháp chỉ thần minh, trong ấn thần minh của hắn có khí tức của thần minh thật. Ta nói, có khả năng nào hắn là sứ giả thần minh thật, mà thần minh không xuất hiện, muốn kiểm tra xem có bao nhiêu người trong điện thần minh trung thành với cô ta không? Hai tay Thiên Gia siết chặt lại. Cổ Hạo phân tích tiếp, hiện giờ đứng về phe Thần Châu chắc chắn là quyết định tốt nhất, nhưng chúng ta phải phản bội thần minh thật sao? Thiên Gia lập tức phản đối, nếu hắn không phải là sứ giả thần minh thì sao? Cổ Hạo nhìn Thiên Gia, khí tức thần minh đó không phải là giả. Thiên Gia sầm mặt, người nghĩ khí tức thần minh đó không phải giả, nhưng không có cách nào chứng minh nó là thật. Hơn nữa như ngươi vừa nói, cho dù thần minh muốn xem thử vũ trụ thần minh có bao nhiêu người trung thành với cô ta thật thì tại sao không tự xuất hiện mà lại bảo sứ giả thần minh đến. Hơn nữa, sứ giả thần minh này còn là một kẻ tiết độc. Cổ Hạo nhẹ giọng nói, ta nghĩ, thần minh đã trở lại, mà thiếu niên trước mặt này xuất hiện ở đây là lời cảnh cáo của cô ta với chúng ta. Cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thiên Gia mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng, xem ra ngươi đã quyết định rồi. Cổ Hạo gật đầu, y không muốn đánh cược, mà như những phân tích vừa rồi, trong thâm tâm y luôn cho rằng người trước mặt này chính là sứ giả thần minh, thiếu niên này là lời cảnh cáo của thần minh cho những tín đồ như họ, cũng là cơ hội cuối cùng cho họ. Đây là sự nhân từ của cô ta. Thiên Gia quay sang nhìn Cổ Hạo, vẫn là câu nói đó. Ta không tin thần minh đã trở lại, vì nếu cô ta trở lại, cũng sẽ không chọn một kẻ tiết độc. Không chỉ vậy, cô ta sẽ không thông báo gì cho những người đi theo mình năm đó như thế. Hơn nữa, cho dù cô ta có quay lại, ta cũng không nghĩ bây giờ cô ta có thể kiểm soát được mọi thứ. Dù sao nghe nói sở dĩ năm đó cô ta biến mất là vì bị thương rất nghiêm trọng. Cổ Hạo nhìn Thiên Gia, ta biết người bên Thần Châu cũng nghĩ giống ngươi. Thiên Gia nhắm mắt lại, siết chặt tay lại nói, Cổ Hạo, ngươi nhìn phía dưới xem, bên cạnh Diệp Quân chỉ có Hề Trọng, cường giả của các vũ trụ đều đã đứng về phía Thần Châu. Điều này chứng tỏ tất cả rồi đấy.
Cổ Hạo cười nói, ngươi quên vừa rồi chúng ta mới tung xúc sắc đó sao? Đó là điểm tối thiểu, ý của trời là muốn chúng ta xuất binh cứu giúp. Thiên gia không cảm xúc, thiên mệnh, có ý gì, mệnh của ta là do ta không phải do trời. Cổ Hạo gật đầu, đạo khác nhau, không tâm đầu ý hợp. Nói rồi y bước đến một bước, sau đó giọng y vang vọng, điện nguyên trung thần minh nghe lệnh đến cứu giúp. Vừa dứt lời, Cổ Hạo dẫn theo mấy trăm cường giả đỉnh cấp đến, sau đó đứng ngay ngắn trước mặt Diệp Quân, cúi đầu chào nói, chào thượng sứ. Tất cả cường giả phía sau ông ta cũng đều chào, chào thượng sứ. Thái độ đột ngột của Cổ Hạo khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, không ai ngờ điện nguyên trung thần minh lại có hành động dị thường như vậy. Hề Trọng bên cạnh Diệp Quân cũng vô cùng ngạc nhiên, vì ông ta không ngờ lúc này điện nguyên trung thần minh lại đến cứu giúp. Diệp Quân nhìn Cổ Hạo một lát rồi nói, không cần đa lễ. Cổ Hạo đứng dậy, nhìn Diệp Quân, y mỉm cười, sau đó dẫn theo cường giả bên cạnh đi đến phía sau Diệp Quân. Lúc này thiên gia dẫn các cường giả điện Bắc thần minh đến phía sau người phụ nữ váy trắng đó. Mặc dù bên Diệp Quân có thêm Cổ Hạo, nhưng thực lực chung vẫn kém xa bên người phụ nữ váy trắng. Bên Diệp Quân chỉ có 4 cường giả cảnh giới thần minh, 2 người đến từ điện Nguyên thần minh và 2 người đến từ điện Nam thần minh, còn bên người phụ nữ váy trắng thì có đến 8 cường giả cảnh giới thần minh, ngoài ra còn có hơn 100 cường giả cảnh giới chủ thần siêu cấp, trong đó phần lớn đều là những người có chức vụ chính thức. Không chỉ thế, còn có ngày càng nhiều cường giả gia nhập vào bên người phụ nữ váy trắng. Sau khi Cổ Hạo dẫn người của mình gia nhập phía bên Diệp Quân, cường giả cả điện Nguyên thần minh cũng bị nhắm thành mục tiêu của pháp chỉ thần minh, thần lực bắt đầu giảm xuống rõ rệt, mà họ đối mặt với pháp chỉ thần minh đó nhưng lại không có cách nào để chống cự. Đi ngược chiều gió. Thấy thế, các cường giả phía sau người phụ nữ váy trắng lập tức cười nhạo, Cổ Hạo làm như vậy chắc chắn là đang tìm chết. Lúc này, một ông lão bước ra bên cạnh người phụ nữ váy trắng bước ra. Ông ta nhìn người phụ nữ váy trắng, cung kính nói, tôn thượng, hãy ra lệnh lập tức để bọn ta xử tử kẻ tiết độc giả mạo sứ giả thần minh này. Những người khác cũng đều nói thế. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, chỉ liếc mắt một cái, thời không chỗ Diệp Quân bắt đầu sụp xuống. Cẩn thận! Cổ Hạo và Hề Trong đến chỗ Diệp Quân cùng lúc, đồng thời sức mạnh của họ bảo vệ Diệp Quân, nhưng bản thân họ lại bị chấn động lùi về sau bởi sức mạnh khủng khiếp. Giết! Lúc này ông lão trước đó bỗng bước ra, ông ta chỉ vào Diệp Quân, giết chết kẻ tiết độc này. Nói rồi ông ta và các cường giả bên cạnh ông ta lao đến. Lúc này, các cường giả trong thành cũng lần lượt lao ra, họ bảo vệ Diệp Quân và liên tục lùi về sau, nhưng vì cách biệt thực lực giữa hai bên quá lớn, vừa giao tranh, bên Diệp Quân đã bị chèn ép. Cổ Hạo và Hề Trọng bên cạnh Diệp Quân định ra tay, nhưng lại bị Diệp Quân ngăn lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đằng xa, híp mắt, đến rồi. Vừa dứt lời, một tia huyết quang bỗng lao đến trong đám người bên người phụ nữ váy trắng, các cường giả thần châu còn chưa kịp phản ứng, hàng chục cái đầu của cường giả thần cảnh trong đám người đều bay lên trời. Máu tươi bắn lên tung tóe. Biến cố bất ngờ khiến tất cả cường giả bên người phụ nữ váy trắng đều kinh ngạc, đồng loạt quay đầu lại nhìn, ở tận cuối tầm nhìn, một người phụ nữ áo đỏ đang chậm rãi bước ra. Trên tay cầm một chiếc đao cong, trên mặt còn dính máu, hệt như một vị sát thần. Tu nữ cầm đao cong. Thấy người phụ nữ này xuất hiện, Hề Trọng thở phào nhẹ nhõm, nếu vị đại gia này không đến nữa thì e là bên họ chỉ có thể đến kiếp sau mới trung thành với thần minh lần nữa. Ở đằng xa, người phụ nữ váy trắng bên thần châu cũng dừng lại, cô ta chậm rãi quay đầu nhìn tu nữ cầm đao cong, hơi híp mắt, ánh mắt hiện lên vẻ trang nghiêm hiếm thấy. Tu nữ cầm đao cong không quan tâm đến ai khác, đi thẳng về phía Diệp Quân ở phía xa, thấy vậy, các cường giả nhanh chóng tránh đường, không dám ngăn cản. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, tu nữ cầm đao cong đi đến chỗ Diệp Quân, cô ta nhìn Diệp Quân nói, ta xử lý, công việc, đến, muộn rồi. Diệp Quân hơi tò mò, việc gì thế? Tu nữ cầm đao cong lấy một chiếc nhẫn ra, rồi ném cho hắn. Hàng ngàn cái đầu đẫm máu bay ra từ trong chiếc nhẫn, cái đầu tiên hóa ra là của điện chủ chung chúng thần điện Mộ Dung. Thấy thế mọi người ở đó đều hoảng sợ. Tu nữ cầm đao cong nhìn Diệp Quân, liếm khóe môi, ta. Giết hết, người, của,
Trung chúng thần điện, rồi. Diệp Quân. Giết cả trung chúng thần điện. Nghe tu nữ cầm đao cong nói thế, Diệp Quân vô cùng kinh ngạc, cô gái tưởng chừng như mềm mại và yếu đuối này lại tàn nhẫn như vậy. Tàn sát toàn bộ trung chúng thần điện. Các cường giả xung quanh cũng bị sốc, cả trung chúng thần điện đều bị tàn sát. Đó là trung chúng thần điện đấy, có thực lực và có tương lai nhất trong mấy chúng thần điện đấy, mà bây giờ cường giả đỉnh cấp của trung chúng thần điện đã bị giết. Tu nữ cầm đao cong chậm rãi quay lại, ánh mắt cô ta lướt qua các cường giả ở phía xa, những ai bị cô ta nhìn cũng đều dựng tóc gáy, lạnh sống lưng. Tu nữ thần minh. Tu nữ thần minh chỉ có 3 người, trong nền văn minh thần minh, họ có địa vị khá đặc biệt, sức mạnh cũng đáng sợ, là những tồn tại mà rất nhiều người không dám khiêu khích. Lúc này thấy tu nữ cầm đao cong bảo vệ Diệp Quân như thế này, họ đều cảm thấy hơi sợ, đồng loạt nhìn sang Diệp Quân, lẽ nào tên này là sứ giả thần minh thật à? Cuối cùng tu nữ thần minh nhìn sang người phụ nữ váy trắng, lúc này người phụ nữ váy trắng cũng đang nhìn cô ta. Mọi người đều nhận ra pháp chỉ thần minh đó không có tác dụng với tu nữ thần minh, sức mạnh của pháp chỉ thần minh vừa đến gần cô ta thì bị tản đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng mọi người chợt trầm xuống, hiển nhiên pháp chỉ thần minh không nghĩ tu nữ thần minh trước mặt là kẻ tiết độc. Tu nữ cầm đao cong bỗng cầm đao cong lên đi về phía người phụ nữ váy trắng. Mỗi bước đi của cô ta sẽ để dấu chân đẫm máu trên mặt đất, thấy thế các cường giả ở đó đều rất ăn ý tránh sang một bên, sợ bị ảnh hưởng. Tất nhiên họ không dám đối diện trực tiếp với tu nữ cầm đao cong, người mạnh nhất dĩ nhiên phải để lão đại đấu rồi. Người phụ nữ váy trắng nhìn tu nữ cầm đao cong đến gần, híp mắt lại, mặc dù ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại không hề sợ hãi, lúc này cơ thể tu nữ cầm đao cong bỗng trở nên hư ảo. Huyết quang xuất hiện. Một chiếc đao cong lặng lẽ đánh thẳng vào trước mặt người phụ nữ váy trắng, thời không trước mặt bị xé toạc, âm thanh xé toạc sắc bén giống như xé nát vải lụa, cực kỳ chói tai. Ánh mắt người phụ nữ váy trắng hiện lên một tia lạnh lùng, cô ta xòe bàn tay ra, chỉ thấy khu vực cô ta đang đứng bỗng xuất hiện những luồng ánh sáng, trong luồng ánh sáng đó dày đặc những phù văn màu vàng, tạo thành một luồng sáng giống như con nòng nọc bao quanh người phụ nữ váy trắng, luồng ánh sáng đó được bao phủ bởi lớp khí thức cổ xưa. Như thể đến từ hàng trăm triệu năm trước. Thần pháp quả thân. Có người ở đó nhận ra thần thông của người phụ nữ váy trắng, ngạc nhiên nói. Thần pháp. Lúc đầu khi thần minh sáng tạo ra thần pháp, đã ban cho mỗi luật pháp một sức mạnh bí ẩn, cũng là một trong những thần vật siêu cấp của nền văn thần minh pháp. Mọi luật lệ trong thần minh pháp đều có sức mạnh đáng sợ để hủy diệt thế giới. Mà người phụ nữ váy trắng trước mặt đang thi triển một trong những luật của thần minh pháp, rõ ràng cô ta chỉ nắm được một luật pháp, nếu cô ta hiểu hết trọn vẹn thần minh pháp thì chắc chắn là sự tồn tại bất khả chiến bại, có thể nói chỉ đứng sau chủ ấn thần minh có thể trấn áp mọi thứ trong truyền thuyết. Lưỡi đao của tu nữ cầm đao cong đánh mạnh vào luồng sáng phát ra từ quanh người người phụ nữ váy trắng, hai luồng sức mạnh hội tụ lại với nhau, giống như hai ngọn núi lửa đang phun trào cùng nhau nổ tung. Một làn sóng khí đáng sợ lan ra, tất cả mọi người ở đó đều bị chấn động lùi về sau, còn điện Nam Thần Minh cách đó không xa biến thành cho bụi. Hề Trọng và Cổ Hạo bảo vệ trước người Diệp Quân, chống đỡ làn sóng khí sức mạnh khủng khiếp này. Diệp Quân nhìn chằm chằm khu vực đó, người phụ nữ váy trắng và tu nữ cầm đao cong đứng ở cùng một chỗ, hai người phụ nữ đều không lùi nửa bước, đao cong của tu nữ cầm đao cong xé toạc luồng ánh sáng xung quanh người phụ nữ váy trắng. Sức mạnh đáng sợ có trong đao cong chém mạnh vào luồng ánh sáng, nhưng luồng sáng đó ẩn chứa sức mạnh của thần minh, đao cong không thể xé nát nó thành từng mảnh. Tu nữ cầm đao cong bỗng thu đao lại, lúc này hai tay cô ta cầm đao cong chém vào không khí một cái. Một luồng huyết mạch bán nguyệt đập vào trên luồng sáng đó. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng động khá lớn, người phụ nữ váy trắng bị văng ra xa mấy vạn trượng. Tu nữ cầm đao cong bay lên không trung, tay phải cầm đao cong vung ra. Đao cong lao đến đập mạnh vào trên luồng sáng trên người người phụ nữ váy trắng. Người phụ nữ váy trắng lại bị đánh văng ra xa, lần này luồng sáng trên cơ thể cô ta xuất hiện những vết nứt mờ nhạt. Tu nữ cầm đao cong vươn tay ra, đao cong ở phía xa biến thành một vệt huyết quang bay vào tay cô ta, ngay sau đó cô ta lao ra ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy một tàn ảnh màu đỏ lao ra. Sau đó họ nhìn thấy người phụ nữ váy trắng lại bị đánh văng ra xa lần nữa,
huyết quang quái lan ra. Áp chế. Người phụ nữ váy trắng bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào thần pháp để phòng ngự, không có khả năng đánh trả. Thấy thế sắc mặt đám người thiên gia đều trở nên khó coi. Mấy người hề trọng thầm thở phào, thực lực của tu nữ cầm đao cong càng mạnh, dĩ nhiên sẽ càng tốt cho họ. Khu vực chiến đấu đằng xa, tu nữ cầm đao đập từng nhát vào luồng ánh sáng xung quanh người phụ nữ váy trắng, từng vết lõm xuất hiện trên luồng sáng đó, xung quanh còn có những vết nứt nhỏ lan ra. Sắc mặt của người phụ nữ váy trắng luồng sáng dần trở nên tái nhợt, vì việc duy trì thần pháp quả thân này rất tốn sức. Quân U đứng ở chỗ khác nhìn hai người bên dưới. Còn có một người đồ đen đứng bên cạnh cô ta, người đó chỉ đứng đó không nói gì. Quân U nhìn tu nữ cầm đao cong, không cảm xúc, người thần minh đào tạo cũng khá đấy chứ. Nói rồi cô ta liếc nhìn Diệp Quân, chậm rãi siết chặt tay phải, khẽ cười, ta đã rất muốn bóp gãy cổ hắn rồi. Thấy người phụ nữ váy trắng bị trấn áp, đám người thiên gia vừa lo lắng vừa buồn phiền, vì một khi người phụ nữ váy trắng bị đánh bại, ai ở đây có thể ngăn được tu nữ cầm đao cong. Ai cũng biết độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng lại không có ai muốn giúp, vì ai cũng không muốn đối mặt với tu nữ cầm đao cong. Hề Trọng và Cổ Hạo ở đằng xa nhìn tu nữ cầm đao cong hệt như sát thần, ánh mắt hơi phức tạp, cảnh giới của họ là cảnh giới thần minh giống tu nữ cầm đao cong, nhưng sức chiến đấu lại cách biệt đến thế. Rắc. Luồng sáng quanh người người phụ nữ váy trắng bỗng nứt ra một đường. Thấy thế, thiên gia lập tức đưa ra quyết định, cô ta nhìn các cường giả cảnh giới thần minh ở đây, tức giận nói, nếu bây giờ không ra tay, lát nữa chúng ta đều sẽ chết. Nói rồi gã lao về phía tu nữ cầm đao cong. Xung quanh còn có 6 cường giả cảnh giới thần minh, họ nhìn nhau rồi lao về phía tu nữ cầm đao cong ở đằng xa. Lúc này họ không còn sự lựa chọn nào khác, đúng như thiên gia nói, nếu không hành động ngay bây giờ, sau khi tu nữ cầm đao cong giải quyết xong người phụ nữ váy trắng này thì đến lượt họ, dù sao họ cũng không có thần pháp bảo vệ, có thể đỡ được mấy nhát đao của tu nữ cầm đao cong. Nhìn thấy đám người thiên gia ra tay, Cổ Hạo và Hề Trọng cũng lao lên trời, ngăn 2 cường giả cảnh giới thần minh lại, nhưng vẫn còn 5 cường giả cảnh giới thần minh lao về phía tu nữ cầm đao cong ở đằng xa. Tu nữ cầm đao cong bỗng dừng lại, cô ta đột ngột quay người, xoay cổ tay, thanh đao trong tay bay lên, một luồng huyết quang bán nguyệt bay lên trời, chém về phía 5 cường giả cảnh giới thần minh. Ầm. Sau khi một luồng huyết quang bị vỡ, tu nữ cầm đao cong và 5 cường giả cảnh giới thần minh lùi về sau. Lúc này cuối cùng người phụ nữ váy trắng cũng có cơ hội thở, cô ta hít một hơi thật sâu, nhìn ánh sáng gần như vỡ vụn xung quanh mình, ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tu nữ cầm đao cong ở phía xa, sát ý nổi lên, nhưng đột nhiên, cô ta quay đầu lại nhìn Diệp Quân. Cô ta không do dự lắc mình biến thành luồng sáng lao đến chỗ Diệp Quân. Rõ là cô ta muốn giải quyết Diệp Quân trước. Khi thấy người phụ nữ váy trắng đến, Diệp Quân lập tức hiểu ý đồ của cô ta, thế nên lúc người phụ nữ đó lao về phía hắn, kiếm thanh huyên trong tay hắn đã bay ra. Người trước mặt này là một cường giả cảnh giới thần minh, tất nhiên Diệp Quân không dám sơ suất, nhát kiếm này sử dụng sức mạnh huyết mạch và 2 loại kiếm ý của mình, còn có áp chế thời gian. Khi lao tới chỗ Diệp Quân, người phụ nữ váy trắng chợt phát hiện tốc độ của mình bỗng trở nên cực kỳ chậm, khi cô ta nhận ra có điều không ổn thì kiếm thanh huyên màu đỏ đã đâm thẳng vào trước mặt cô ta, nhưng cô ta không hề sợ hãi vì xung quanh cô ta có thần pháp bảo vệ. Khi tiếng nổ vang lên, Diệp Quân và người phụ nữ váy trắng cùng lùi về sau, nhưng chẳng bao lâu người phụ nữ váy trắng dừng lại, cô ta nhìn ánh sáng xung quanh, một thanh kiếm xuyên qua trước ngực cô ta. Kiếm của Diệp Quân lại có thể đâm xuyên qua thần pháp của cô ta. Nếu vừa rồi cô ta không nhanh chóng tránh đi thì kiếm của Diệp Quân đã đâm xuyên qua cả cơ thể cô ta rồi. Sao có thể chứ? Người phụ nữ váy trắng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân. Cô ta nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân. Ở đằng xa, Diệp Quân nhìn phân thân bị nứt ra của mình, phải nói là cường giả cảnh giới thần minh không phải là người mà cường giả cảnh giới chủ thần có thể đánh được, nếu không có kiếm thanh huyên, hắn thực sự sẽ không thể đánh lại đối phương. Người phụ nữ váy trắng bỗng tiến đến trước, luồng sáng xung người cô ta biến thành từng lưu quang bắn về phía Diệp Quân. Thấy thế đồng tử Diệp Quân bỗng co rụt, hắn xòe bàn tay ra.
kiếm thanh huyên phóng ra ngàn vạn kiếm quang. Được sức mạnh ba loại huyết thống hỗ trợ, ý kiếm của hắn trở nên vô cùng hung hãn, kiếm quang lan ra lao về phía luồng sáng. Ầm ầm. Khu vực trung tâm đó nổ tung, vô số mảnh vỡ của kiếm quang và luồng sáng liên tục lan ra xung quanh. Lúc đầu, kiếm quang của Diệp Quân vẫn có thể đối đầu với lưu quang đó, nhưng chẳng mấy chốc kiếm quang của hắn bắt đầu bị áp chế. Ánh mắt Diệp Quân hiện lên tia hung ác, hắn siết chặt hai tay lại, toàn bộ sức mạnh của kiếm ý và huyết quang thiêu đốt, sau đó hắn phòng vệ nữa, dậm mạnh chân phải xuống rồi biến thành một đạo kiếm quang bắn lên trời, đâm sầm vào người phụ nữ váy trắng. Thấy Diệp Quân đến gần, ánh mắt người phụ nữ váy trắng hiện lên sát ý lạnh lùng, Diệp Quân không phải là tu nữ cầm đao cong đó nên dĩ nhiên cô ta không lùi bước, lập tức biến thành một luồng sáng lao đến chỗ Diệp Quân. Hai người vừa va chạm vào nhau. Ầm. Vô số luồng sáng và kiếm quang cùng nổ tung, hai người cùng lùi về sau, trong lúc đó thân xác thiêu đốt của Diệp Quân bắt đầu bị vỡ vụn từng chút một, trên người người phụ nữ váy trắng cũng xuất hiện không ít vết kiếm. Khi dừng lại, Diệp Quân đã chỉ còn lại linh hồn. Diệp Quân giơ tay lên, kiếm thanh huyên bay vào trong tay hắn, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lại không hề có vẻ sợ hãi. Người phụ nữ váy trắng cúi đầu nhìn người mình, trên người có khá nhiều vết kiếm, sâu có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng. Người phụ nữ váy trắng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, ánh mắt đầy sát khí, giết. Quân cận vệ phía sau cô ta nhận được lệnh thì lập tức lao ra, hơn 100 cường giả cảnh giới chủ thần đỉnh cấp lao về phía Diệp Quân, uy lực cực mạnh đột nhiên quét qua. Đánh hội đồng. Cô ta quyết định không lãng phí thời gian nữa. Ngoài quân cận vệ, các cường giả cảnh giới chủ thần xung quanh cũng lao về phía Diệp Quân như đang tranh công. Họ không dám đánh tu nữ cầm đao cong, nhưng đánh Diệp Quân trước mặt này. Chẳng phải là lãng phí công lao rồi sao? Diệp Quân nhìn gần 1000 cường giả cảnh giới chủ thần lao đến, nhắm mắt lại. Không còn đường lui nữa. Nhưng ngay lúc này bỗng xảy ra một việc. Ở phía xa, người phụ nữ váy trắng như cảm nhận được gì đó, đồng tử bỗng co rụt lại, cô ta đột nhiên xoay lại, một bàn tay như ngọc đã tóm lấy cổ cô ta, ngay sau đó cái đầu xinh đẹp của cô ta đã bị bóp gãy. Máu bắn ra. Chủ nhân của bàn tay đó nhìn chằm chằm đầu của người phụ nữ váy trắng vẫn chưa chết hẳn, khinh thường nói, cô là cái thá gì hả? Xung quanh yên lặng như tờ. Biến cố xảy ra bất ngờ, khiến các cường giả ở đó đang xông về phía Diệp Quân đều ngơ ngác. Tất cả đứng hết tại chỗ như tượng đá, khó tin nhìn đầu lâu máu chảy đầm đìa ở nơi xa. Thế là bị giết rồi à? Lúc người phụ nữ váy trắng chết, hai mắt đều mở to, bà ấy nhìn chằm chằm vào người trước mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Người cầm đầu lâu của bà ấy là một cô gái mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người, eo thắt một chiếc đai lưng màu trắng, cô ta buộc một đuôi ngựa thật dài tới hông, vẻ mặt lạnh lùng, một tay đặt sau người, một tay cầm đầu lâu của người phụ nữ váy trắng, phong thái mạnh mẽ, sát khí ngập trời. Có người run giọng nói, cô ta là mục tu nữ. Mục tu nữ. Một trong ba tu nữ. Mục tu nữ quăng cái đầu lâu xuống trước mặt, sau đó đạp nát một phát, đồ chó. Mọi người. Mục tu nữ đi chậm chậm về phía Diệp Quân ở nơi xa, thấy cảnh này, sắc mặt những cường giả vốn chặn trước mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, dồn dập lùi lại. Giết người phụ nữ váy trắng ngay tức khắc. Cảnh này thật sự quá chấn động rồi. Lúc này bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ chiến đấu nữa. Có điều, có một đám người ngoại lệ, đó chính là đám quân cận vệ Thần Châu, bọn họ không lùi bước, bọn họ được đào tạo hẳn hoi, chưa từng sợ chết. Thống lĩnh dẫn đầu quân cận vệ Thần Châu nhìn đăm đăm vào mục tu nữ, y bỗng gầm thét giận dữ, phòng địch. Y vừa dứt lời, đang định ra tay, khắc tiếp theo, chỉ thấy mục tu nữ kia xông tới trước mặt y, y còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay của mục tu nữ đã tát vào mặt y. Ầm. Thống lĩnh quân cận vệ Thần Châu lập tức biến thành một đống xương máu. Giết trong nháy mắt. Mọi người. Các quân cận vệ Thần Châu còn lại cũng ngơ ngác. Vốn dĩ còn muốn phản kháng một chút, nhưng bây giờ, thủ lĩnh đã bị giết luôn rồi. Phó thống lĩnh thấy thế, lập tức quyết đoán nói, hôm nay không hợp để chiến đấu, lui. Nói rồi, y dẫn quân cận vệ Thần Châu còn lại vội vàng lùi về sau.
Mục tu nữ cũng không đuổi theo bọn họ, cô ta đi thẳng tới trước mặt Diệp Quân, ấn thần minh. Hiển nhiên, thế này là muốn xác nhận thân phận rồi. Diệp Quân lấy ấn thần minh ra đưa cho cô ta. Mục tu nữ nhìn ấn thần minh trước mắt, có khí tức thần minh hiện ra, cô ta lấy một miếng ngọc bội màu vàng tím từ trong cổ áo ra, trên mặt ngọc bội khắc một chữ, mục. Lúc này, miếng ngọc bội màu vàng tím khẽ rung, có phản ứng. Thấy cảnh này, trong mắt mục tu nữ chợt xuất hiện một tia phức tạp, đương nhiên, đa phần vẫn là hưng phấn, cô ta thu ngọc bội lại, sau đó hai chân từ từ khom xuống. Muốn quỳ. Có điều, ngay lúc đầu gối sắp chạm đất, cô ta bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, cũng không nói gì, chỉ siết chặt quả đấm lại. Sao Diệp Quân không hiểu ý của cô ta được? Lập tức vội vàng đỡ cô ta dậy, mục tu nữ, người mình cả, không cần đa lễ đâu. Mục tu nữ buông lỏng nắm đấm, cô ta nhìn Diệp Quân, sau đó quay người nhìn tu nữ cầm đao cong ở nơi xa, lúc này tu nữ cầm đao cong đang bị mấy cường giả thần minh vây công. Cô ta bỗng xông ra gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ầm. Nơi xa, một cường giả thần minh vây công tu nữ cầm đao cong lập tức bị đâm bay ra xa mấy chục ngàn trượng, vừa mới dừng lại, khu vực thời không sau người cô ta lập tức sụp đổ, trở thành một mảnh đen kịt. Mọi người. Diệp Quân cũng nghẹn họng nhìn chân chân, mục tu nữ này. Thực lực thật sự hơi khoa trương rồi. Thiên gia và các cường giả thần minh thấy cảnh này. Sắc mặt thay đổi dồn dập, vội lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với mục tu nữ và tu nữ cầm đao cong, trong mắt họ, tràn đầy sợ hãi. Tu nữ cầm đao đi tới trước mặt mục tu nữ, nhếch mép cười, mục. Mục tu nữ nhìn cô ta, lúc trước bảo ngươi tu luyện cho tốt, ngươi cứ không chịu, thích đi cắt cỏ, bây giờ bị bắt nạt rồi chứ gì. Bắt nạt. Nghe thấy lời mục tu nữ nói. Sắc mặt đám người thiên gia lập tức trở nên vô cùng khó coi, vừa nãy mặc dù bọn họ đánh hội đồng với tu nữ cầm đao cong, nhưng, không chiếm được tí ưu thế nào, ngược lại, mấy người còn bị thương, nói bắt nạt là thế nào. Tu nữ cầm đao cong cười hì hì, cô ta hất quai hàm về phía chỗ Diệp Quân, sau đó thấp giọng nói gì đó. Diệp Quân. Mục tu nữ quay đầu nhìn Diệp Quân, sau đó cũng thấp giọng nói một câu. Tu nữ cầm đao cong vội gật đầu, y như gà mổ thóc. Diệp Quân. Mục tu nữ. Lúc này, thiên gia đi ra, gã nhìn mục tu nữ, trong mắt có sự kiêng dè, người thân là tu nữ thần minh, chẳng lẽ muốn nối giáo cho giặc. Mục tu nữ nhìn thiên gia chỉ Diệp Quân, hắn chính là kẻ báng bổ, kẻ đảo loạn trật tự, hắn. Mục tu nữ bỗng tiến lên tát một cái. Ầm. Dưới tình huống xảy ra bất ngờ, thiên gia lập tức bị tát cho bay xa mấy chục ngàn trượng, sau khi gã dừng lại, thân xác xuất hiện vết nứt, máu tươi tràn ra. Gã ngơ ngác. Mục tu nữ lạnh nhạt nhìn thiên gia, chỉ số thông minh của chúng ta không cùng một trình độ, cho nên, ngươi đừng nói chuyện với ta, hiểu. Mọi người. Bị nhục mạ như vậy, sắc mặt thiên gia lập tức trở nên vô cùng khó coi, mục tu nữ, thần châu sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cho dù gã đã nhìn rõ, ở đây hoàn toàn không có ai có thể làm gì được người phụ nữ này. Mục tu nữ chả thèm nhìn gã, thay vào đó cô ta ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, ánh mắt cô ta rơi vào thân của Quân U và người mặc áo choàng đen cạnh cô ta. Quân U nhìn mục tu nữ, ánh mắt bình tĩnh như nước. Mục tu nữ lạnh lùng nhìn Quân U, cô ta thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn Diệp Quân, đi Thần Châu. Thần Châu. Hề Trọng cạnh Diệp Quân lập tức kinh ngạc, ông ta vội nói, mục tu nữ, cái này. Đi Thần Châu. Mục tu nữ gật đầu. Hiển nhiên Hề Trọng hơi kiêng dè mục tu nữ cáu kỉnh này, ông ta do dự một chút, sau đó cung kính hỏi, mục tu nữ nói như vậy, ắt có ý nghĩ sâu xa, không bằng. Mục tu nữ nhìn Diệp Quân, đi Thần Châu, đánh thức huyết vệ thần minh ngủ say đã lâu. Huyết vệ thần minh. Nghe thấy lời của mục tu nữ, Hề Trọng lập tức kinh ngạc, có huyết vệ thần minh thật à? Mục tu nữ khẽ gật đầu. Diệp Quân hơi tò mò, huyết vệ thần minh. Hề Trọng trầm giọng nói, thượng sứ, có điều ngài không biết, tương truyền huyết vệ thần minh chính là lứa thân vệ trước kia đi theo thần minh, nghe đâu chỉ có 36 người, bọn họ từng đi theo thần minh chinh chiến khắp vũ trụ, bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đó, năm đó giết chết cả vũ trụ.
nhưng về sau không biết vì sao, bọn họ bỗng biến mất, hơn nữa, trong nền văn minh thần minh không có bất kỳ ghi chép nào về bọn họ, do đó, mọi người đều cho rằng đấy chỉ là truyền thuyết. Nói rồi, ông ta nhìn mục tu nữ. Diệp Quân cũng nhìn mục tu nữ, hiển nhiên, cô nương này biết nhiều hơn. Mục tu nữ nói, không phải là truyền thuyết, là thật, trước kia bọn họ đi theo chủ chinh chiến khắp vũ trụ, có điều, bọn họ không giết chết cả vũ trụ, mà là giết chết rất nhiều nền văn minh vũ trụ, vì giết hại quá nhiều, mỗi bọn họ đều ngưng tụ ra một trái tim tàn sát, đồng thời dùng giết chắc để vào đạo. Về sau sau khi đánh lùi được, Đông Hoang, ở chiến trường dị tinh, vì không để chúng lạc mất bản thân, chủ đã phong ấn trái tim tàn sát của họ lại, nhưng sau này, chủ biến mất, còn bọn họ đều chọn chìm vào giấc ngủ say trong dinh thự thần minh dưới lòng đất ở Thần Châu. Nói rồi, cô ta nhìn Diệp Quân, bọn họ tỉnh lại, nền văn minh thần minh sẽ không có ai nghi ngờ chất vấn thân phận của ngươi nữa, đồng thời, bọn họ cũng có năng lực đàn áp mọi kẻ nổi loạn. Hề Trọng lo lắng nói, e là người bên trên sẽ không cho bọn họ tỉnh lại đâu. Mục tu nữ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, chân thật đáng tin, nhất định phải đi. Diệp Quân nhìn mục tu nữ nói, có phải cảm thấy ta rất mạnh không? Diệp Quân vội gật đầu, siêu mạnh. Mục tu nữ lại tạt cho hắn một xô nước lạnh, có mấy lão khốn kiếp, thực lực còn mạnh hơn ta. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Mục tu nữ nhìn hắn, không nói nữa. Sau khi Diệp Quân cân nhắc một lát, nói, ta biết ý của ngươi, bây giờ chúng ta đi tới Thần Châu đánh thức huyết vệ thần minh, cho dù cuối cùng ta có thể đánh thức hay không, nhưng ít nhất ta dám đi, chỉ cần ta dám đi, những cường giả đỉnh cấp thật sự trong chỗ tối kia, bọn họ sẽ không dám ra tay với ta nữa, cứ như vậy, áp lực của các ngươi sẽ nhỏ đi nhiều, không chỉ thế, thậm chí có khả năng có cường giả thấy ta dám đi thì họ sẽ đứng ở phía chúng ta. Trong mắt mục tu nữ chợt hiện lên một tia khen ngợi. Hề Trọng bỗng nói, nếu không tỉnh lại thì sao? Mục tu nữ không nói gì. Diệp Quân cũng không nói gì. Hề Trọng ý thức được. Không tỉnh lại, thì có nghĩa, Diệp Quân là hàng giả. Giờ này khắc này, ông ta mới ý thức được ý đồ thật sự của mục tu nữ. Hiển nhiên, mục tu nữ này cũng không dám chắc 100% Diệp Quân là sứ thần minh. Đây là một phép thăm dò. Diệp Quân có dám đi không? Hề Trọng nhìn Diệp Quân, nếu không dám đi, vậy là trong lòng có quỷ. Thế thì mình cũng xong rồi. Diệp Quân bỗng cười nói, con đường này, phải làm phiền mục cô nương rồi. Dám đi. Trong lòng Hề Trọng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi chọn đi theo Diệp Quân, ông ta không chỉ cảm thấy đầu óc mình ngày càng không đủ dùng, mà trái tim cũng sắp không dùng được rồi. Mục tu nữ nhìn chằm chằm Diệp Quân một lát, gật đầu, yên tâm, trên đường đến Thần Châu, ai dám giết ngươi, nhất định phải bước qua xác ta trước. Nói rồi, cô ta quay người nhìn đám cường giả ở chân trời, thấy cô ta nhìn qua, sắc mặt những cường giả kia đều thay đổi, theo bản năng lùi về sau. Mục tu nữ coi thường mọi người, phẩy tay áo một cái. Xa hàng trăm trượng, thời không lập tức sụp đổ, một đường hầm thời không trải ra. Mục tu nữ quay đầu nhìn Diệp Quân, đi. Diệp Quân chỉ pháp chỉ thần minh ở chân trời, có thể cắt cái này đi không? Pháp chỉ thần minh này, là để thực lực của người ở Minh Điện Nguyên Thần và Đô Thành Nam Thần Minh tiếp tục bị suy yếu. Mục tu nữ ngẩng đầu nhìn pháp chỉ thần minh kia, lắc đầu. Diệp Quân có chút nghi hoặc. Mục tu nữ nói, đây không phải là thứ do người phụ nữ kia thi triển, mà là lũ láo giả ở Thần Châu kia làm. Pháp chỉ thần minh này, chỉ là hình chiếu, chứ không phải bản thể thật sự. Nghe xong, Diệp Quân lập tức kinh ngạc, không phải bản thể. Mục tu nữ gật đầu, không phải. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Mục tu nữ nói, đi Thần Châu trước. Diệp Quân nói, dẫn bọn họ đi. Mục tu nữ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Hiển nhiên, cô ta không muốn dẫn những cường giả cảnh giới chủ thần này đi. Diệp Quân nói, để bọn họ lại đây, rất nguy hiểm. Mục tu nữ nói, tỉ muội chúng ta cộng thêm hai lão già này dẫn người đi, đã không chắc chắn có thể dẫn người tới Thần Châu rồi, nếu còn dẫn cả những tên cảnh giới chủ thần này. Ngươi hiểu ý ta không? Diệp Quân nói, để lại đây, 8-9 phần 10 là họ sẽ bị giết.
Mục tu nữ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân nhìn cô ta chằm chằm, không nhượng bộ. Không có sự chống đỡ của cường giả cảnh giới thần minh, một cường giả cảnh giới thần minh có thể diệt sạch những cường giả cảnh giới chủ thần này. Mục tu nữ nói, nếu bị phục kích trên đường, bọn họ cũng không sống được. Diệp Quân không nói gì, hắn quay người nhìn những cường giả cảnh giới chủ thần kia, giờ phút này, vì bị pháp chỉ thần minh nghiêm phạt thực lực của những cường giả cảnh giới chủ thần kia đã suy yếu nghiêm trọng, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ biến thành người bình thường. Diệp Quân im lặng một lát, nói, ta biết nỗi lo của Mục cô nương, cũng hiểu cho ngươi, nhưng, trước kia những người này không rời không bỏ ta, lúc này ta há có thể không quan tâm tới sự sống chết của họ. Nói rồi, hắn mở lòng bàn tay ra, tháp ra, đừng dạo chơi nữa. Giữa tinh không, ở một chỗ tối tăm nào đó, sắc mặt Chiêm Tông vẫn luôn rình mò trong chỗ tối lập tức thay đổi, giữa nhẫn không gian của gã, một luồng kim quang xông ra, chính là tiểu tháp. Gã đang muốn ngăn cản, nhưng vừa nghĩ tới thực lực khủng bố của mục tu nữ kia, gã lại vội quay người chạy đi. Tiểu tháp rơi vào tay Diệp Quân. Diệp Quân nói, tháp ra. Tiểu tháp phát ra một luồng kim quang, thu hết tất cả những cường giả cảnh giới chủ thần ở đó vào trong tiểu tháp. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Quân U trên trời xanh, cười nói, Quân U cô nương, chúng ta phải đi rồi. Quân U nhìn hắn chằm chằm, xin tùy ý. Diệp Quân nói, người vẫn không ra tay ư. Quân U nhìn Diệp Quân, người của bây giờ, vẫn chưa đủ tư cách. Diệp Quân cười. Quân U khẽ cười nói, ta biết người có con bài chưa lật, còn không chỉ có một cái, có điều không sao, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Diệp Quân gật đầu, được. Mọi người ở đó chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Diệp Quân tiến vào đường hầm thời không đi đến Thần Châu, không dám ngăn cản. Lúc này sắc mặt Thiên Gia trông cực kỳ khó coi, có hai điều gã không ngờ tới, đầu tiên là gã không ngờ thực lực của mục tu nữ lại đáng sợ như vậy. Thật ra mọi người vẫn luôn biết các tu nữ đó rất mạnh, nhưng lại không biết họ mạnh đến mức nào, vì rất hiếm khi thấy họ ra tay, Thiên Gia nghĩ dù có chênh lệch với họ nhưng cũng không lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến thế. Cùng là cảnh giới thần minh cũng có thể cách biệt một trời một vực như thế. Điều thứ hai không ngờ đến là Diệp Quân lại dám đến Thần Châu. Tên này dám đến Thần Châu thật. Tức là hắn có chỗ dựa. Tên này chắc chắn là sứ giả thần minh. Nhưng nếu là sứ giả thần minh, tại sao thần minh không xuất hiện? Nếu cô ta xuất hiện, chẳng phải mọi vấn đề đều được giải quyết rồi sao? Lẽ nào đúng như hắn và Cổ Hạo đã đoán trước đó, thần minh cố ý thông qua bàn tay của thiếu niên này để vạch trần các vấn đề nội bộ của thần minh? Nghĩ đến đây, sắc mặt gã lập tức tái nhợt, cảm giác hối hận chợt dâng lên từ tận đáy lòng, hơn nữa lớn dần và lan ra như dây leo. Nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt gã trở nên thâm trầm. Thần minh. Thần minh đã biến mất lâu như vậy, cho dù xuất hiện. Thì thế nào chứ? Thực lực và thưởng thức của đám người Thần Châu hơn hẳn mình, mà nếu họ đã chọn giết Diệp Quân, tức là họ đã nghĩ đến nhiều khả năng khác nhau. Nói cách khác rất có khả năng những người đó đã nghĩ đến việc làm sao để đối phó với thần minh. Nghĩ đến đây, gã không còn lo sợ nữa, vì gã biết gã đã không còn đường lui nữa. Việc gã có thể làm bây giờ là đi theo Thần Châu đến cùng. Nghĩ đến đây, gã không nghĩ lung tung nữa, lập tức nói, đến Thần Châu. Nói rồi gã tiến lên trước rồi biến mất khỏi đó. Các cường giả xung quanh nhìn nhau, sau đó cũng đi theo. Họ đã không còn đường lui giống Thiên Gia. Lúc này chỉ có thể đấu đến cùng. Dù sao trời có sập cũng có người phía trên chống đỡ. Trong chỗ tối, lúc này sắc mặt điện chủ điện Nam chúng thần Chiêm Tông cũng rất khó coi, y không ngờ chí bảo đã đến tay rồi còn có thể bay đi. Mẹ nó chứ. Đi vào đạo của Diệp Quân này. Tất nhiên bây giờ y có điều lo lắng hơn là Diệp Quân. Nếu Diệp Quân là sứ giả thần minh, lúc đó Diệp Quân sẽ bỏ qua cho Điện Nam chúng thần sao? Rõ ràng là sẽ không. Hiện giờ trong tay y chỉ có một bùa bảo vệ mạng Nam Tiêu. Nhưng vẫn không đủ. Y bỗng nghĩ đến hai người này có liên quan đến Diệp Quân, chính là Tang Mi và Tiểu Nhiễm. Người phụ nữ tên Tang Mi có quan hệ không tầm thường với Diệp Quân, bây giờ người phụ nữ đó vẫn còn đang ở Điện Nam chúng thần. Nghĩ đến đây, y không do dự nữa.
xoay người chạy thẳng đến điện nam chúng thần. Trước tiên phải khống chế người phụ nữ tên Tang Mi này, đề phòng bất trắc. Chấm. Trong đường hầm thời không, mục tu nữ cầm tiểu tháp của Diệp Quân, nhíu mày không nói. Diệp Quân đã vào trong tiểu tháp để chữa trị vết thương. Trong trận chiến vừa rồi, thân xác của hắn bị hủy diệt, thần hồn bị thương nặng, thế nên hắn cần phải cấp bách chữa trị, mà tiểu tháp đã trở về, dĩ nhiên hắn vào lại trong tiểu tháp. Một lúc sau, mục tu nữ bỗng nhìn Hề Trọng ở một bên, ông cầm đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 166.